Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 năm Kỷ Hợi, đạo tràng chúng ta lại vân tập về đây như thường lệ hàng tuần. Giờ này chúng ta lại cùng nhau chia sẻ Phật pháp. Chúng ta vẫn tiếp tục chia sẻ quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của Đại sư Thiền Đạo. Tuần trước chúng ta đã chia sẻ đang ở cái chương thứ 18, tức là lợi ích của việc niệm Phật. Các ngài sơ lược tóm tắt những cái điểm cơ bản của những người được niệm Phật theo tha lực này và được những được cái sự nhiệm màu và lợi ích của cái việc niệm Phật. Thì trong cái chương này nó có như vậy là 29 cái tiêu đề. Thì mấy cái tuần trước chúng ta đã chia sẻ đến cái lợi ích của niệm Phật thứ 8 rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào cái lợi ích của niệm Phật thứ 9. Hôm nay là niệm Phật chứng đắc Phật quả. Chúng ta niệm Phật mà chúng ta chứng đắc Phật quả. Các ngài thì như vậy là phải tu. Khi mà giải thoát được rồi, chứng được A-la-hán rồi, còn tu vô lượng kiếp, tu ba đại A-tăng kỳ kiếp, trải qua 52 giai vị, cực kỳ khó khăn mới chứng được. Nhưng mà quả của chúng ta chỉ có niệm Phật mà như vậy là chứng đắc Phật quả. Hôm nay chúng ta chú ý cái phần này. Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao gọi là niệm Phật chứng đắc được Phật quả? Trong cái như vậy là cửu phẩm tam phước, cái phần thứ ba tức là hạnh phước tức là Bồ Tát tu. Thế mà trong đó thì nói là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả. Bồ Tát mà lại không tin nhân quả hay sao mà lại cần phải nhắc là phải tin sâu nhân quả, có đúng không ạ? Thế thì ngài thì không dạy chúng ta là nói Bồ Tát hạnh là hạnh Bồ Tát, tin sâu nhân quả là tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chỉ có niệm Phật thôi, ở giữa không có giai đoạn tu gì cả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tại sao như vậy? Bởi vì Phật ai là tu thay chúng ta rồi, lấy cái quả của ngài cho chúng ta để làm nhân. Lúc này thì chúng ta nhận cái quả của ngài làm nhân của chúng ta, thì nhân với quả như thế nào? Đồng thời bằng nhau, có đúng không ạ? Thì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả đấy. Đồng một lúc ngài cho ta nhận cái là đồng ta bằng cái Phật luôn. Cái này có thấy có vi diệu không ạ? Chúng ta niệm một câu danh hiệu Phật này bằng cái Phật luôn đấy. Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, chứng đắc là Phật quả. Cho nên là Bồ Tát cũng không lý giải được cái này, Bồ Tát cũng không hiểu được cái này, cho nên nhiều Bồ Tát không tin nổi. Cho nên là trong cái cửu phẩm tam phước các ngài nhất là tin sâu nhân quả, là tin cái chỗ này, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, chứ còn Bồ Tát là sao không tin nhân quả, đúng không? Chỉ có phàm phu chúng ta không tin nhân quả, chứ còn người ta đã tu hạnh Bồ Tát rồi lại không tin sâu nhân quả hay sao? Cho nên nhân quả là chỗ này, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả chỗ này các vị ạ nha. Đấy, chúng ta phải nhớ là như thế. Chúng ta niệm Phật đến thế giới Tây Phương Cực Lạc liền chứng được quả địa giác như Phật, không phải như Phật bình thường mà như Phật A Di Đà. Đại sư Ngẫu Ích nói một tiếng A Di Đà Phật chính là đức Bổn Sư Thích Ca ở trong ngũ trượt ác thế chứng đắc pháp A Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nay đem quả giác này trao hết chúng ta chúng sanh ở đời trượt ác này. Đây tức là nói gì? Ngay Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này cũng thị hiện, ngài thị hiện ở cõi Ta Bà này cũng là xương bằng thân bằng máu bằng thịt này, thị hiện như chúng ta. Mà ngài thì viện ở cái chỗ gì? Ở cái ngôi vị rất là cao của thế gian, tức là thái tử. Sau khi ngài giác ngộ, ngài tu ngài giác ngộ, giờ giác ngộ cái gì? Giác ngộ niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chính ngài cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà ngài chứng đắc được pháp A Lậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Lậu Đa La Tam Miệu Bồ Đề là gì? Là chánh đẳng chánh giác. Chúng ta niệm cái này, thế cho nên cái ngài bảo là đấy, ta cũng đã niệm Phật A Di Đà mà ta chứng được cái này, thì bây giờ ta truyền lại cho các con cũng niệm này giống ta, bởi vì ta cũng là thì hiện là người như các con, mà ta còn khó bỏ hơn các con,
đúng không ạ? Ta là thái tử mà ta còn bỏ được, mà các con phàm phu khổ đau thì sao các con không bỏ, đúng không? Ta danh vệ vệ đứng từ đầu thiên hạ ta còn bỏ được, tại sao các con có cái danh gì các con không bỏ? Tiền của ta như vậy là đứng đầu thiên hạ, để tất cả là của ta hết, cái gì cũng là ta có nhiều nhất như vậy, đúng không ạ? Ngài đã thể hiện là cái người giàu có nhất, quyền lực nhất, quyền lực cũng là lớn nhất, danh vọng cũng là lớn nhất, tiền tài cũng của cải cũng là nhiên lớn nhất, đúng không? Tất cả là ngài là đều là có hết mà ngài còn bỏ, thì tại sao chúng ta là phàm phu chúng ta không bỏ? Cho nên ngài cái thể hiện tướng rất hay, và cũng ngài cũng liệm Phật để như vậy là chứng đắc được cái này. Tại sao ngài mới nhắn nhủ chúng ta? Cho nên là đại sư Ngẫu Ích nói là một tiếng A Di Đà Phật chính là đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni ở trong ngũ trược này, ngài cũng sao cũng như vậy là sao, thi hiện vào trong nhà lửa này để cũng là thân phận như chúng ta, cũng mang thân máu thịt này trong cái đời trược ác này, để ngài như vậy là lấy cái danh của lấy cái thân giáo của ngài để ngài như vậy liệm Phật, để ngài chứng được cái này, thì ngài bây giờ cũng truyền lại cho chúng ta cũng phải như thế này. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ các ngài mới nói là sao, cuối cùng ngài quyết định cho chúng ta liệm Phật, ai mà liệm được Phật thì là bạn của ta, đúng không ạ? À, cho nên ngài mới nói là hỡi những kẻ học rộng trí cả, tài cao mấy đi nữa, nhưng mà hãy quay về chuyên tâm mà liệm Phật, chỉ có liệm Phật này thì mới chứng đắc được thôi, còn không niệm Phật thì khó trong khó. Đây là lời của bổn sư, mà cũng thông qua như vậy đại sư là những người chứng đắc để nói lại cho chúng ta. Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi ngũ trược ác thế chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là chứng đắc quả của Phật. Pháp mà ngài chứng đắc là pháp gì? Đó là gì? Một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chính vì ngài được cái này, cho nên ngài sao truyền cho chúng ta. Cho nên trong các kinh như vậy là vãng sanh ngài đều truyền lại cho chúng ta là một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm mà thôi, chẳng truyền cái gì khác. Còn tất cả các pháp khác ngài như vậy dẫn dắt chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta, để cho chúng ta tu căn cơ, là tu căn cơ đó thôi. Nếu không tu được thì ngài khuyên chúng ta như vậy, chúng ta phải nắm chắc chỗ này. Đức Phật A Di Đà thành Phật, sau đó đem quả địa giác ngộ của ngài trao hết cho phàm phu trợ ác chúng ta, chẳng chừa lại một chút gì, giúp cho chúng ta liệu Phật để vãng sanh. Cũng như cha mẹ như thế, vì con mà cha mẹ phải vất vả, vì con mà cha mẹ phải xây dựng cơ ngơi, vì con mà cha mẹ phải tích lũy. Thế là tích lũy cái này, xây dựng cái này để làm gì? Để cho con mà thôi. Thế Phật A Di Đà thành được Phật A Di Đà là gì? Là để như vậy thành tựu 48 đại nguyện để cho người phương chúng sanh mà thôi. Thế thì ngài thành tựu rồi mà ngài còn giữ lại thì như vậy người mẹ như thế à? Đúng không? Giữ lại để làm gì? Có đúng không? Chẳng có giữ lại để làm gì cả. Giữ lại chỉ cho con mà thôi. Thế thì cho chúng ta, cho nên ngài không chừa lại một tí gì hết, đều để giúp cho chúng ta làm sao mà vãng sanh được về Tây Phương cõi của ngài, và đồng thời được giống như ngài để không còn khổ đau. Như chúng ta cũng thế thôi. Bây giờ chúng ta hiện nay chúng ta trong cảnh giới này, chúng ta chưa biết cảnh giới cao siêu của Phật. Chúng ta chỉ biết cảnh của chúng ta thôi, nhưng mà đấy chúng ta thử tưởng xem. Chúng ta tưởng xem cái cảnh của súc sinh thôi. Cảnh của con chuột. Bây giờ chúng ta là người, chúng ta tưởng tượng con chuột nó ở như vậy là dưới cống đấy. Cái môi trường sống của nó như thế. Rồi như vậy nó ăn bảy ăn bạ, rồi nó ở chỗ cống rãnh hôi hôi đấy, mình gần nó mình đã thấy sợ rồi, đúng không? Nhìn nó đã kinh rồi. Thế là chúng ta tưởng tượng ra như vậy là chuẩn bị chúng ta đọa xuống con chuột. Chúng ta có thấy sợ không? Ê, đọa con chuột còn là khá đấy, đúng không? Còn không được là con chuột. Thế mà các ngài ở trên thì chúng ta thì làm sao mà bằng con giòi ở bãi đóng phân. Thế mà xong khi đó chúng ta như vậy đời này chúng ta liệm Phật là nhân thành Phật là quả, chúng ta trong một sát la về thành Phật, thì chúng ta quay về nhìn cái cõi ta bà này khủng khiếp lắm. Thì tất cả người thân quyến thuộc chúng ta đang nhảy nhụa ở trong bãi đóng phân này, chúng ta có cứu không? Đấy, Phật đang nhìn chúng ta là như thế đấy. Tất cả những con của Phật nhìn chúng ta, tất cả như đứa con thơ bởi vì đây đang bị ngập ngụa ở trong đóng phân, cho nên ngài khẩn cấp phải cứu, mà còn đọa sâu hơn cả đóng phân này nữa, vào địa ngục là sâu hơn, đúng không? Thế cho nên là nhìn thấy ta rất là sợ, rất là tội. Cho nên là chúng ta hiểu được, tin được cái này thì chúng ta phải phát cái tâm làm sao mau chóng để thoát cái cảnh như vậy là khổ đau ngũ trở về đi. Mà khi mà chúng ta thoát được về cái, chúng ta nhập vào cảnh giới của Phật ấy, thì chúng ta quay lại đây thì chúng ta sợ lắm, thì chúng ta có buông không?
quá buông thì làm sao đâu, không cần buông cũng phải buông, không ai xui cũng phải buông. Cho nên là khi chúng ta như vậy là khi lâm chung với cận tử nghiệp nó đến rồi ấy, cái lúc này thì chúng ta chưa nhìn thấy cái cảnh đấy, chúng ta chưa biết sợ, chúng ta cứ nghĩ là cái cảnh này của chúng ta nó tốt đẹp, chúng ta chưa có cái cảnh cao diệu để chúng ta so sánh, cho nên chúng ta chỉ nhìn cái cảnh giới này so với cảnh giới của các con súc sinh thì chúng ta cảm thấy tốt hơn thôi. Nhưng mà được các ngài nhìn thấy chúng ta cho 900 kinh vô lượng thọ mà nói rằng nếu mà so với như vậy là đế vương ông vua ở cái cõi ta là này, so với vua của cõi trời đao lợi thì ví như kẻ ăn mày đứng với đế vương. Các vị thấy, các vị so sánh nhá. Thế mà còn so với cải trên cao để trên trời đâu xuất thì còn kém hơn thế rất nhiều. Mà còn so với như vậy là trời như vậy là đao lợi à, trời như vậy là ta càng tờ, càng cao lên thì như vậy là càng thù thắng. Mà so với trời phi tưởng nữa thì coi là cực kỳ cao diệu nhất, mà so với Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc không thể nào so được, không có cách chi để so được. Cho nên là đấy, về Tây Phương Cực Lạc chỉ cần làm chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc thôi, từ cảnh giới của nó là như thế nào, viên mãn nào, không so được. Cho nên đừng nói ta bà đấy, cho nên nó nhìn được quái ta bà nó khủng khiếp. Mà đã khủng khiếp rồi thì như vậy chúng ta thấy người thân của chúng ta đang nhảy nhụa ở đây thì chúng ta phải cứu. Cho nên con nói là cái pháp này nó màu nhiệm và nó cao siêu vô cùng. Khi chúng ta kể cả như vậy là người chỉ cần tin thôi mà niệm phật là nhân thành Phật, quả trong mà sát la người ta như vậy là sao, lâm chung người ta về thành Phật. Người ta khi người ta về thành Phật rồi, người ta nhìn cái cảnh y báo này thì tất cả như vậy là sao, dù ai cao quý ở trên này đời lại như trăm nữa cũng là cảnh giới người ta phải cứu hết. Cho nên khi chúng ta tin được cái pháp này, chúng ta niệm Phật một cái, chúng ta vãng sanh một cái, chúng ta đồng thời bằng cái Phật thì về đây là cảnh giới, đây là cảnh giới y báo của chúng ta. Thì tất cả những ai là Bồ Tát thì nhìn thấy rõ là người ta là đang Bồ Tát, người ta hành Bồ Tát đạo. Những thầy pháp sư, kể cả thầy Huệ Tịnh đang là ai, người ta sẽ biết rõ và người ta còn đi hộ trì cho thầy. Có đúng không? Bởi vì người ta là Phật cơ mà. Lúc đó chúng ta lúc đó chuyển phàm thành thánh rồi, lúc đó chúng ta về thành Phật rồi, trong một sát la chúng ta quay về chúng ta nhìn thì tất cả ai là Bồ Tát, ai là A Hán, ai là như vậy là hiện thân gì để độ cho chúng sanh thì đều như vậy, các ngài đều như vậy là như vậy sao? Ngài đi hộ pháp cho bà, ngài như vậy là sao? Gia trì cho hết. Đó, đấy, cho nên cái chỗ này là diệu, cái này giữa cao, cho nên chúng ta có dám nhận và tin chỗ này không? Đấy. Cho nên khi ngài đã thành Phật rồi và ngài như vậy là làm được cái nguyện này rồi, ngài thành Phật rồi thì ngài cho chúng ta như đứa con thơ. Để làm sao mà trong một sát la chúng ta chỉ cần tin và nhận đồng ý cái thì chúng ta như vậy là về sẽ được kết quả giống ngài và cho ngài cho hết cho chúng ta, để làm sao ta với ngài được bằng nhau. Đây là cho lên một thế giới bình đẳng là chỗ đó. Cho nên chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới có cái sự bình đẳng như thế này. Bình đẳng và nhất thể như thế này, nhất thể với ngài. Quả địa giác của ngài là toàn thể cái quả địa của ngài tu vô lượng kiếp triệu tải với kiếp năm của ngài. Được nói ở đâu? Được nói được ở trong 6 chữ danh hiệu bao hàm toàn bộ công đức quả địa của Đức Phật đã có được, chẳng phải là một phần. Chúng ta ở nhân địa đạt được toàn bộ công đức trên quả chánh giác của Đức Phật A Di Đà. Chỉ khi chúng ta xưng niệm danh hiệu này và chúng ta tin và chúng ta nhận được thì không cần phải niệm thứ hai, một niệm là ta được, không cần phải ngày mai, không cần phải sang năm, một niệm là chúng ta được cái quả này. Một niệm tịnh tín là chúng ta nhận được cái này. Nhưng mà ai nhận được cái này, chúng ta ai đã nhận được chưa? Ai đã nhận được thì chúng ta đi làm cái gì cũng đều A Di Đà làm hết, nói cái gì cũng đều A Di Đà làm hết. Bởi vì lúc đó ta với Phật là rồi, là một rồi. Tất cả cái việc làm, lời nói của ta đều là Phật A Di Đà, hoàn toàn là A Di Đà Phật hết. Và chúng ta với A Di Đà Phật là một thể, đúng không? Cho nên chúng ta, nhưng mà chúng ta hàng ngày chúng ta luyện thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ được. Bởi vì chúng ta trồng cây chánh giác, luyện Nam Mô A Di Đà Phật, tức là ngài đã đặt cho ta một cái bầm sen, một cái cây sen ở trong chúng ta rồi, một cái cây cháy ra chúng ta hàng ngày chúng ta niệm thì chúng vậy chúng ta chuyển toàn bộ cái tham sân si chúng ta làm cái thức ăn cho cái cây cháy rác này, cây cháy rác tự nhiên nó cứ mọc lên, có đúng không? Mọc lên đến lúc như vậy là sao, lúc đến lúc cận tử nghiệp là đến lúc là lâm chung có thể sao, nó đâm chồi nảy hoa, là hoa lở thấy Phật, Phật cho chúng ta lở hoa thấy Phật thì như vậy chúng ta nhập vào cảnh giới của Phật ngay. Hoa lở thấy Phật ngộ vô sanh như này, đúng không? Cúi đầu lại Phật chỗ này, ngẩng lên thấy Tây Phương hiện rồi đó. Đấy, lúc này là kết quả, lúc này là ở cái lúc lâm chung này. Còn hàng ngày chúng ta niệm Phật là trồng cái cây chánh giác. Trồng cây chánh giác là cái gì? Trồng cái lòng tin. Chúng ta chỉ cần một niệm tịnh tín, chúng ta không có một niệm tịnh tín. Cho nên hàng ngày chúng ta phải trồng cái niệm tịnh tín này bằng cách là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho Phật A Di Đà vào trong ta, chuyển hóa cái tâm chúng ta thành tâm tịnh tín. Cho nên cái pháp này là pháp tín. Tín, nhưng mà do đâu là có được tín, là do Phật cho chúng ta hàng ngày niệm Phật thì Phật sẽ cho chúng ta tín.
chứ chúng ta không thể nào có cái tín được, đúng không? Một niệm tịnh tín thì sẽ được thành Phật, nhưng mà hiện nay chúng ta đang dần dần để đi đến cái tịnh tín này, để đi giống Phật và thành Phật, đúng không ạ? Chứ hàng ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta phải hiểu rằng như thế, chúng ta ngày niệm cái tịnh tín này, cho nên Phật cho chúng ta là hết, chứ không phải cho chúng ta một phần. Cho nên chúng ta ở nhân địa đạt được toàn bộ công đức trên quả chánh giác của Đức Phật A Di Đà, tương lai đến Tây Phương Cực Lạc nhất định là giống như Phật A Di Đà, chứng đắc quả Phật, chẳng phải đến Tây Phương Cực Lạc mà đắc quả Bồ Tát, đắc quả A La Hán. Nếu nói như vậy thì sao? Phật thiệt lắm rồi, Phật đưa cái quả chánh giác để về như vậy, đổi đi như vậy sao? Lấy bỏ vàng để đổi đến về nhôm mấy cả sắt à? Đúng không? Cho nên bỏ vàng là phải lấy vàng về, đúng không? Cha như vậy là bỏ ra như thế nào, cha lấy về đúng như thế. Cha bỏ vàng ra thì phải con về phải giống ta, ta tu như nào các con phải giống ta như thế, truyền hết cho các con về phải được đạt được như ta. Chứ là nếu đạt được không được như ta thì ta chưa thờ từ bi, đúng không? Chưa đúng nguyện. Cho nên là khi ta là Phật, các con về phải giống ta, giống ta phải y như Phật, chứ không phải về giống ta lại là Bồ Tát, lại không bằng ta. Cho nên phải giống ta, cho nên phải cho hết chúng ta là vì thế. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta về Tây Phương Cực Lạc mà như vậy nói bằng với Phật là chúng ta nói phạm thượng, không phải đâu, bằng hoàn toàn với Phật. Chứ không phải chúng ta về rồi chứng quả vị Bồ Tát hay quả A La Hán, nói như vậy thì Phật A Di Đà mắc lợi chúng ta rồi. Đem Phật quả đổi lấy vị Bồ Tát, đây chẳng phải là mắc lợi sao? Bởi Phật nguyện, lời nguyện của Phật là không phải như vậy, đúng không? Lời nguyện của Phật là sao? Phật tu thay cho chúng ta, làm cho chúng ta về đấy là đồng với Phật, đem toàn bộ quả của ngài tu được cho chúng ta để làm nhân cơ mà, cho nên làm cho chúng ta bằng với Phật cơ mà. Thế còn giấu giếm thì cần bớt lại. Thì làm sao đâu có phải là Phật từ bi, đúng không? Phật còn mong chúng ta còn phải như vậy là bằng Phật, con còn cả hơn cả Phật nữa chứ. Nhưng mà Phật đã là viên mãn thì không có gì hơn nữa, cho nên không có hơn được. Mà nếu mà Phật còn cảm thấy hơn nữa thì Phật con còn hơn ta nữa thì ta chúc mừng con. Đúng không? Nhưng mà không có gì là cao hơn Phật đó rồi, mà là viên mãn rồi. Cho nên Phật cho chúng ta phải là cho viên mãn, chứ không cho chúng ta khuyết. Phật mà cho chúng ta khuyết tức là Phật chưa từ bi viên mãn, nhưng mà Phật đã viên mãn hết rồi. Mà không cho chúng ta hết mà bằng Phật thì là Phật mắc lợi chúng ta đấy đó. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật, không phải để làm Bồ Tát. Nhưng vì mỗi thế giới chỉ có một Đức Phật, nên sau khi vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy chúng ta đầy đủ công đức bằng như Phật, nhưng mang thân phận Bồ Tát, thị hiện tướng Bồ Tát để làm quyến thuộc trang nghiêm Quách Trình Độ, cùng nhau nổi bật lên vị Phật đứng đầu là A Di Đà Phật. Bởi mỗi cõi chỉ có một Đức Phật thôi, chúng ta về bằng Đức Phật, nhưng mà chúng ta xuống một bậc để như vậy tôn ngài lên, bởi là ngài là Phật. Còn tất cả chúng ta về đấy là tất cả là huynh đệ hết. Đó, làm bạn với Quan Âm, làm bạn với Đại Thế Chí nha. Tuy thì hiện tướng Bồ Tát, A La Hán, Thiên Nhân chẳng qua cũng vì tùy thuận theo tập tính chúng sanh ở các phương mà thôi. Bởi hiện nay chúng ta còn phân biệt là có Phật này, có người pháp giới, có Bồ Tát này, có Thiên, có Nhân, thì tất cả các ngài thì hiện, kể cả ở Tây Phương Cực Lạc, ngài thì hiện ra xuất sinh. Chứ làm sao mà Tây Phương Cực Lạc lại có xuất sinh, lại có trí, đúng không? A Lan Cần Gia, cộng mạng chi điểu, đấy là xuất sinh đấy. Thế nhưng mà toàn do Phật A Di Đà biến hóa ra để mà hằng thuận tất cả như vậy là các cõi. Bởi các cõi có chúng sinh, nhưng chúng sinh là khác, nhưng đây là chúng sinh thuyết pháp để làm cái phương tiện. Bởi ở Thế Giới Cực Lạc thì từ cái ngọn gió, ngọn cỏ, tiếng xúc sinh đều là cái pháp hết, đều là nói pháp hết, đều là lời của A Di Đà Phật hết. Tức là dùng cái phương tiện cỏ cây cũng nói pháp, các vị ạ. Cho nên là sinh ra cỏ cây hoa lá tất cả, cho nên là nhiều các thầy của ta như vậy là không hiểu được, phát hiện được ta đây tới chỗ làm để ta làm được con cỏ đấy, tại sao lại khổ sở thế, không hiểu cái tha lực của Phật này, không hiểu cái tâm tư vi Phật. Phật muốn chúng ta về giống Phật và về bảo là xung phong về để làm cỏ cây hoa lá ở đấy, thế có tội không, đúng không ạ? Cho nên nhiều ngài phát hiện như thế đấy, các vị ạ, không hiểu không? Mà con nghe thế rồi, nhớ thấy phát hiện nghe thế. Tôi mong rằng về Tây Phương Cực Lạc là quả cây, chứ đừng có nói là về làm để giống Phật để đâu ngạo mạng chết đấy. Các ngài như vậy là còn sợ như thế rồi, đúng không? Thấy chúng ta vừa nói là bác xanh, các ngài sợ lắm, các thầy sợ lắm, các ngài chúng tôi tu là chúng tôi phát hiện chỉ là cỏ đây,
ở Tây Phương không? Đúng không ạ? Không ra làm Phật đâu. Nếu mà các cái vị như thế, cho nên các vị không không gặp được cái pháp này, đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là tại sao lại có Bồ Tát có nhân thiên bảy đây, do là Phật ai lại đến đây hết, đúng không? Để hàng thuận chúng sanh, bảy chúng sanh nó chấp trước bảo ở đây có thì sao, trên đây không có thì ở đây thì nó buồn lắm, đúng không? Thì các ngài cho luôn có, mà có ra thì tất cả xuất sinh cũng là đồng với Phật luôn, giống nhau hết, nhưng mà hiện ra cái tướng đó để làm sao để nói pháp, cái gì thấy hay không? Cho nên là ngay ở đây cũng biến thành cõi thực lạc luôn, tất cả cũng là đều nói pháp hết. Khi mà vào cảnh giới được thì cũng là cảnh giới như vậy, chánh báo biến lại y báo, ngay tất cả đây cũng là biến lại y báo luôn, là Tây Phương luôn. Khi chúng ta thành Phật thì tất cả là y báo, là do chánh báo của mình, chánh báo của mình hòa đồng với Phật một thể rồi, tự nhiên cảnh giới Tây Phương được lạc hiện ra. Các vị thấy nó hay lắm. Cho nên tuy thì hiện là Bồ Tát, A La Hán, Thiên Nhân mà các kinh vẫn nói đó, chẳng qua là vì tùy thuận theo tập tính của chúng sanh ở phương khác, cũng là tùy theo quy tắc chung của Phật pháp để giáo hóa. Tại sao nói là quy tắc chung của Phật pháp để giáo hóa? Cái đây gọi là hằng thuận đấy, đây là tứ nhất pháp đấy. Anh đi đến đâu cũng là anh thấy cái ở đó là như thế nào, anh không có chê, không có đúng sai gì cả, đều là hằng thuận hết, đúng không ạ? Đến ở đâu cũng thế, tùy giáo hóa. Cho nên đây là cái gì? Đây là gọi là thuận theo quy tắc chung của Phật pháp để giáo hóa. Anh đến đây anh chưa có cái pháp này cũng không sao cả, người ta pháp gì kệ người ta, à, cũng hằng thuận người ta đó. Đấy, cho gọi là đây gọi là cái nguyên tắc. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc cũng không khỏi cái nguyên tắc này, cũng có Tây và cũng có như vậy Bồ Tát này, có A La Hán này, à, có như vậy là à, thì hiện như vậy các tướng, rồi có thiên có nhân này, đều để hằng thuận. Đây là cái nguyên tắc chung của Phật pháp để đi hóa độ nhá. Đó, cho nên là đã hiểu cái này thì chúng ta không có gì phân biệt chấp trước, cái nào cũng như vậy hằng thuận hết. Chúng ta đã hiểu là đi vào cái tham lực này, đi đến đâu cho dạng về hằng thuận hết, không được chê bai, các vị nhớ chưa? Cho nên cái này nó viên mãn, gọi là viên dung vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không có chê bai bất cứ chỗ nào hết. Đây là nguyên tắc, chúng ta phải nhớ nguyên tắc của Phật giáo như thế, không có chiến tranh, không có đấu tranh, không đến đâu rồi cứ sai sai đúng đúng, bắt đầu nổi khùng với hai bên cãi nhau ở chiến tranh. Chơi Phật giáo không có thế nha, gọi là đây quy tắc chung của Phật pháp để giáo hóa, cho nên không có. Cho khi người ta thuận rồi thì bắt đầu mình mới đưa Phật pháp vào. Vấn đề được gọi là vì thuận theo phương khác liên tên gọi trời người, thật ra đều là trí tuệ cao minh, thần thông biến hóa, đều là giống nhau, đều thông đạt cả mà thôi, chẳng hề có sai biệt, đều là thân hư vô thể vô cực, chính là cảnh giới niết bàn của Phật. Chúng ta hiểu như thế nào? Chúng ta ở đây, cái thân của chúng ta ở đây thì như vậy, do ăn mà lớn lên từng ngày. Đầu tiên sinh ra gì? Cái một cái cục máu, có một cục đúng rồi, như là cục máu đỏ, xong rồi từ ngày ăn uống bắt đầu hấp thụ vật chất vào, rồi hít thở vào, bốn cái tứ đại bắt đầu nó mới vào, rồi nó thổi mình lên từng ngày một, đúng không ạ? Bao nhiêu năm tháng thì mới lên được cái thân người này. Nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc, con kiến một va lập tức về như vậy, thân hư vô, như hư vô thể vô cực, ngay chúng ta về cũng có lập tức được cái thân của con này. Thân hư vô là như thế nào, thể vô cực là thân của mình to như khắp hư không pháp giới này, to bằng hết, bao trùm hết. Thân Phật to như thế nào, trùm khắp pháp giới này, mà thân chúng ta về đấy cũng rộng lớn, lớn như vậy, hư vô trùm hết hư không này. Thể thì ra như vậy là sao, vô cực, tức là không có như vậy là sao, như vậy là không có, như vậy là quá khứ hiện tại vì ra chỗ này đây, thời gian và không gian là viên dung hết nhá. Không gian thì trùm hết, thân lớn trùm hết quá khứ hiện tại vì lai, là nói về thời gian thì sao, không có cực, không có một cái điểm gì để mà nói được thông suốt hết, tức là thân vô cực, thể vô cực, thể của nó là xuyên suốt thân của mình đấy. Mà con kiến nó về đấy nó cũng được cái thân này, mà ta về đấy cũng được thân này, con chuột bán xanh về cũng cái thân này, thân giống như A Di Đà Phật, bao hết hay hư, thân hư vô thể vô cực, chúng ta hiểu là nhưng không phải cái thân này đâu, chúng ta về cái là thân bao trùm hết cái hư không này đấy. Thế mới gọi là A Di Đà Phật chứ. A Di Đà Phật tại sao gọi là A Di Đà Phật? Bởi vì ngài là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là sao? Là không có, nhưng mà không gian, à không có thời gian, không có thời gian để tính cho ngài để mất thân,
vô được, không có quá khứ hiện tại vị lai, đúng không? Còn thân là gì? Vô hư vô thì là hư không để trùm khắp, tức là cái thân của ngài để trùm khắp. Thì về đấy chúng ta cũng giống như thân của ngài, cũng giống như thế trùm khắp, coi ta với A Di Đà Phật là gì? Một thể. Thì chính vì cái một thể này cho nên là chúng ta gì? Cũng là vì mười phương chúng sanh mà chúng ta được cái thân này. Cái thân chúng ta giống thân A Di Đà Phật thì chúng ta có thể vì cái thân mười phương chúng sanh bao hết thân mười phương chúng sanh chưa? Thì một liệu của chúng ta là liệu cho mười phương chúng sanh chưa? Nếu mà chúng ta hiểu rồi thì ngay một liệu này chúng ta nhận được cái này thì chúng ta cũng là gì? Thân thì hư vô, thể hư ngược, là trong cái tâm chúng ta có cái này rồi, nhưng mà chúng ta đang bị cái thân, cái vỏ này, cái vỏ là người đang bao chúng ta, cho nên chúng ta đang chấp vào cái này, cho nên chúng ta mất cái thân này. Còn chúng ta bỏ cái này chúng ta sẽ được cái thân hư vô, thể vô cực này. Các vị nhá, thân giống thật đấy. Chúng ta hiểu rằng chứ không phải là về rồi cũng ăn uống theo từng ngày mà nó lớn được cái thân này, mới thắc mắc là tại sao con kiến nó bé thế, nhưng mà về lập tức nó có cái thân này ngay. Chúng ta lập tức có cái thân giống Phật ai à được ngay. Là cảnh giới Niết Bàn của Phật chính là cảnh giới của ta luôn. Đó, ta hòa vào trong nó luôn luôn. Đại sư Ấn Quang xem khắp lời dạy của chư vị tổ đại đức của tông Tịnh Độ trải qua các thời, các ngài thường nói mấy câu này chúng ta từng đã nghe qua. Ngài nói sao? Lấy quả địa giác làm nhân địa tâm, nhân gom quả hải, quả thấu nguồn nhân. Cái này chúng ta đã học ở trong kinh quá rồi, nhưng mà nghe câu này chỉ là sao nghe thôi chứ chẳng hiểu cái gì cả. Lấy quả địa giác làm nhân địa tâm, lợi gom nhân gom quả hải, quả thấu nguồn nhân. Đó, cái câu này chúng ta hiểu nào, chỉ có 16 chữ này thôi mà trọn vẹn tất cả Phật pháp. Chỉ có cái 16 chữ này, lấy quả địa giác làm nhân địa tâm cho chúng ta. Quả địa giác là quả của Đức Phật Đại Đà làm nhân cho chúng ta. Nhân gom quả hải, quả thấu nguồn nhân. Chỉ có 16 câu này, đây là toàn bộ Phật pháp. Chúng ta lấy, chúng ta nghe cái này, phân tích như này nhé. Lấy quả địa giác và nhân địa tâm là gì? Chính là từ quả hướng nhân. Phật A Di Đà thành Phật là gì? Là giác ngộ rồi, để làm gì? Để hướng đến cái gì? Hướng đến cái tu hành của chúng sanh. Chúng sanh nó không tu được thì mình cho nó để nó làm cái nhân. Chúng ta nhân thì nhân là nhân của chúng ta, nhân tạo địa ngục. Cho nên là ngài biết rồi, cho nên ngài bảo chúng ta bỏ cái các con, cái nhân của các con đi, mà ta cho cái quả của ta cho các con để làm nhân. Cho nên lấy quả địa giác làm nhân của địa tâm của chúng ta, chính là từ quả hướng đến nhân của cho chúng ta. Pháp môn tu hành thông thường, pháp môn tu hành người ta thông thường người ta tu nào, các ngài dạy chúng ta là giáo từ nhân địa phàm phu mà phát tâm bồ đề, để chúng ta tu hành lấy cái quả. Chúng ta phải giao trồng cây, phải tự lấy cái quả. Nhưng mà ở đây Phật đây là trồng cho tôi chúng ta rồi, chúng ta trồng thì trồng cây ác để chúng ta gặp cái quả địa ngục. Còn Phật ai là trồng cây thiện để gặp cái quả thiện cho chúng ta. Quả được rồi Phật trao cho chúng ta. Còn chúng ta, nhân chúng ta toàn nguyên địa ngục thôi, cho nên cái quả của chúng ta là quả địa ngục. Cho nên con mới nói là chúng ta có hai con đường. Một con đường ta làm sẵn, tức là con đường ta tự ta trồng, ta thành quả của chúng ta. Thành quả gì? Là con đường chúng ta trồng, là trồng cái gì? Là do nghiệp đó. Mình tạo nghiệp, thì sao? Hoàn toàn cái cây này gọi là cây nghiệp lực. Nghiệp lực nó dẫn chúng ta, là kết quả chúng ta đi xuống đâu? Gặt quả xuống địa ngục. Cái này chúng ta đã trồng xong rồi đấy. Còn cái thứ hai là cái nhân mà Phật tu thành cái quả chính xác của Phật, thành Phật cũng là cái, đây cũng là một cái gì? Cái nhân quả đấy. Mà nhưng mà cái này thì Phật lại lấy cái quả của Phật cho chúng ta, để chúng ta tự cho ra nhận cái quả này. Cho nên chúng ta đang từ cái đường con nghiệp, nó đang dẫn chúng ta thế này. Nó có hai con đường dễ, một cái là chúng ta sẵn sàng dễ nhất là gì? Và đường ngục là dễ nhất. Bây giờ chúng ta không cần nói gì cả, tu tập gì cả, đường chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ được về địa ngục thôi, đúng không? Là dễ, đối với chúng ta là dễ nhất là vào địa ngục. Ngoài ra không được con đường chúng ta, cho nên là tổ đạo xếp nói rồi, vào địa ngục thì nhanh như đêm bắn trước mặt chúng ta là con đường vào địa ngục, là đường đó là cái nhân chúng ta đã trồng cái quả xong rồi, quả địa ngục chúng ta nhận rồi. Nhưng bây giờ Phật bây giờ lo chúng ta, thương chúng ta, biết là các con chuẩn bị đọa rồi, thì ngài trồng cho chúng ta, ngài lấy cho chúng ta, bảo các con sang con đường của ta đi. Thì chúng ta chỉ cần như vậy, một đường đang đi xuống người ta này, gặp cái đường của Phật thì chúng ta bước sang, và như vậy bước sang con đường của Phật là đường niệm Phật đấy, đúng không? Là như vậy là nhị hà bạch đạo, chỉ duy nhất có một con đường về Phật thôi.
chúng ta đừng theo con đường của chúng ta nữa, mà chúng ta theo con đường với Phật, tức là niệm Phật, là lấy quả Phật. Chúng ta đi vào cái con đường gì? Chúng ta học rồi, nhà về đạo đấy, con đường của Phật tạo cho chúng ta đấy. Chúng ta nghe lời, chúng ta bước vào con đường của Phật dẫn, đúng không? Mà đã bước vào được con đường của Phật dẫn rồi thì được sao? Đường mà Phật tạo ra, mà Phật dẫn chúng ta bước vào con đường đó thì được Phật bảo hộ che chở, và được tất cả người vô chư Phật, tất cả Bồ Tát cùng bảo vệ chúng ta rồi. Chúng ta chỉ thăm răng chúng ta về lúc nào, về Tây Phương là về lúc đó thôi. Các vị lắm cái chỗ này chưa? Cho nên từ nhân địa mà chúng ta mà phát, từ nhân địa này chúng ta là phàm phu này, chúng ta phát Bồ Đề Tâm này, sau đó dần dần tu thành tựu, công quả viên mãn mới được thành Phật. Thì đây là chúng ta là quá trình chúng ta tự chúng ta tu, gọi là tự lực đây, tự trồng quả, đúng không? Thế còn pháp môn tịnh độ là không phải như vậy, vì chúng ta không tu được cho nên Phật tu thay cho chúng ta. Nó là từ quả hướng lên lên cho chúng ta. Thì theo pháp tạng thành Phật rồi, Ngài mới đem công đức từ quả địa viên mãn trao tặng hết cho chúng ta. Cho nên gọi là pháp này gọi là gì? Lương. Nhờ. Nhờ đâu? Nhờ vào Phật. Tin đâu? Tin vào Phật lực. Hoàn toàn nương vào Phật. Không có ta. Pháp của ta là gì? Địa ngục. Sợ quá rồi, rồi pháp của ta bỏ đi. Bây giờ ta chỉ cần sao? Còn mỗi cái lương thôi. Lương vào đâu? Lương vào Phật lực. Nương vào cái đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Ngài thì chúng ta bước vào con đường của Ngài cứu, thế thôi. Ngài cứu là đâu? Ngài cứu chúng ta phải biết là Ngài nói ra sao, trong kinh Bộ Thọ Ngài nói như thế nào. Tôi ở trong vô lượng kiếp không làm đại thí chủ, độ khắp chúng sanh khổ, thề không thành chánh giác. Bây giờ Ngài thành Phật rồi, bây giờ Ngài trụ vào vô lượng kiếp, tất cả ở đời nào kiếp nào, tất cả mang thân phận gì, Ngài đều như vậy là trụ hết, Ngài đều ứng thân vào đó hết để Ngài như vậy cứu độ. Cho nên là tôi ở trong vô lượng kiếp không làm đại thế chủ, tức là bây giờ hiện nay Ngài đang làm đại thế chủ, Ngài cứu chúng ta. Cho nên chúng ta có khổ đi chăng nữa, hiện nay đang khổ đâu thì phải cần Ngài, phải nhớ câu này nhá. Trong kinh Vô Lượng Thọ đây là lời của Đức Phật A Di Đà: tôi ở trong vô lượng kiếp không làm đại thế chủ, độ khắp chúng sanh khổ, thề không thành chánh giác. Thế chúng sanh đói, chúng sanh có khổ không? Chúng sanh đau, chúng sanh có khổ không? Chúng ta thế này, chúng ta đau, chúng ta có gọi Phật không? Chúng ta đói, chúng ta có gọi Phật không? Thế hương linh là chúng ta có là chúng sanh không? Thế chúng sanh gọi Phật thì việc gì phải lo, chúng ta phải lo cái việc này nữa, có Phật ai gì là lo được gì nữa. Cho nên khi cúng rõ chúng ta đặt lên đấy là chỉ là hình thức thôi, còn cái này là Phật ai là lo hết rồi nhá. Cho nên chúng ta đừng có lo là sợ chúng sanh cha mẹ ta để bị đói, nương vào Phật thì không có đói, thế đúng không? Chúng ta mà đã niệm Phật thì quên luôn ăn luôn, mà nếu phải tin vào thì không cần ăn cũng vẫn no nhá. Cho nên đây là nước cam lồ rồi. Cho nên là đây chúng ta phải nhìn rằng chúng Phật nói là tôi trong vô lượng kiếp không làm đại thế chủ. Làm đại thế chủ tức là sao? Ban pháp cứu khổ tất cả chúng sanh đói là cho chúng sanh không còn đói, chúng sanh khổ, chúng sanh đau là không cho chúng sanh đau, bệnh tức là không cho chúng sanh còn bệnh. Cho nên tất cả là gì? Đều là Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta phải niệm Ngài. Cho nên khi chúng ta cúng dường thế, chúng ta bày lên như thế, chúng ta không có năng lực gì để cho các người thân chúng ta ăn được đâu, nhưng mà đằng sau ấy khuất mặt ấy đều là Phật ai là lo hết rồi, chúng ta không có khả năng lo cái này. Cho nên đây lương vào câu này của Phật, Phật thề đấy. Thế cho nên nói Phật giới thiệu người thân thuộc này bám vào Phật ai là, bám vào cái tha lực này thì đều được cứu hết, dù còn đang cảnh giới nào, dù mang thân phận gì ngạ quỷ cũng thế, lập tức không còn nói nữa. Các vị nhớ như này nhá. Cho nên cái chuyện cúng dỗ thế thôi, cứ lương vào Phật là được rồi nhá. Cho nên không cần phải như vậy là chúng ta phải tụng chú như vậy là biến thực chân ngôn, rồi chú như vậy là khai hết hầu, những cái chú đó mà để nhờ đến Bồ Tát, chú đó toàn là của Bồ Tát thôi. Nhờ đến Bồ Tát thì bây giờ chúng ta lại không lương vào Phật, bây giờ lương Bồ Tát, chứ rồi chúng ta không hiểu gì về tha lực rồi. Cho nên chỉ có nhờ mỗi Đức Phật A Di Đà thôi nhá. Đây là lời của Đức Phật A Di Đà. Lời của Đức Phật A Di Đà ngày nói, tôi nhắc lại, con đã nhắc lại một lần này, tôi ở trong vô lượng kiếp, quá khứ hiện tại vì lai, tất cả kiếp nào làm thân phận gì,
bất cứ người nào ở kiếp nào Phật đều cứu được hết, dù ở cảnh giới nào Phật đều cứu được hết, ngài đều làm đại địa chủ hết, độ cho khắp chúng sanh khổ. Chúng sanh khổ như thế nào đều có biết được ngài thì đều được ngài cứu hết, chỉ cần niệm ngài thôi, đúng không ạ? Ở địa ngục mà nghe tiếng như vậy là niệm Nam Mô A Di Phật lập tức như vậy là cảnh địa ngục không còn nữa. Quý vị thấy hay không? Đó. Thế cho nên là chúng ta thì cần là sao? Hướng cho hướng linh của mình như vậy là niệm Phật đi thế thôi. Phật bảo chúng ta bảo niệm Phật đi thì ta cũng bảo hướng như là chúng ta con thấy được lợi ích rồi mà con niệm Phật được lợi ích lắm thì bây giờ bảo với hướng linh niệm Phật đi. Đúng không? Đây là lời thề của Phật, lòng từ bi của Phật. Thế là mọi người niệm Phật, người ta không niệm được thì người ta nghe mình niệm Phật lập tức người ta được. Đem công đức sáu chữ danh hiệu của ngài thành tựu trao cho hàng phàm phu nghiệp tội của chúng ta, có công đức của sáu chữ danh hiệu bảo đảm khuyến pháp chúng ta cầu sanh thế giới cực lạc. Hiện tại chúng ta phát tâm nguyện sanh là lương tựa và quả địa giác ngộ của Đức Phật A Di Đà, lên đây là đem quả địa giác làm thành nhân địa của chúng ta. Cái chỗ này các vị hiểu chưa? Quả địa của ngài để vào đâu? Để vào sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này là cái gì? Là cái danh hiệu, là cái đảm bảo để cho chúng ta khuyến pháp chúng ta cầu sanh cực lạc. Hiện tại chúng ta phát tâm nguyện sanh, chúng ta luyện câu Nam Mô A Di Phật này là chúng ta nhận được toàn bộ công đức quả địa giác ngộ của Đức Phật A Di Đà, lên đây là quả địa giác để làm thành nhân địa của chúng ta, tâm của chúng ta. Chúng ta hiểu chưa? Này đem quả địa thì thành thành nhân địa tâm, hiểu chưa? Này chưa? Chúng ta tiếp tục. Nhân gom quả hải, gom là bao quát tất cả, gom lại hết, đúng không? Nhân gom quả hải, gom là bao quát thâu nhất toàn bộ quả địa của Đức Phật A Di Đà, giống như đại hải này. Quả địa của ngài lớn như thế nào? Nó là vô lượng vô biên, ví nào ví rất khó. Cho đối với chúng ta ví như cái quả hải. Quả hải là sao? Sâu rộng không bỏ mé. Cái quả của Phật nó lớn lắm, nó rộng không có bờ, nó khắp hư không, sâu không có đáy, không bao giờ hết được. Mà chúng ta niệm cái này, tức là thâu nhất toàn bộ cái quả này thì thành cái quả của chúng ta cũng sâu cũng rộng như này. Cho nên chúng ta hồi hướng có sợ thiếu không? Chúng ta liệu cái này chúng ta có hồi hướng có sợ thiếu không? Chúng ta hồi hướng hết trong người phương chúng sanh cũng không thiếu. Thì trong kỷ huyền đất tổ người thân chúng ta có sợ thiếu không? Cho nên chúng ta đừng mang cái ý kỷ cái khởi chúng ta sợ thiếu như này. Chúng ta chỉ có hướng cho người thân quyến thuộc chúng ta thôi nhá. Cho nên chúng ta cái này thì chúng ta lại không nhận được cái quả này. Vì chúng ta như vậy là ý kỷ chúng ta chỉ có hồi hướng cho người thân của chúng ta. Chúng ta lại đi vào cái tự lực mất rồi, đi vào cái công phu của chúng ta nó ít quá rồi. Cho nên chúng ta lấy cái đó và hồi hướng cho kiểu tất tổ người thân quyến thuộc chúng ta, tức là chúng ta này không nhận cái quả này rồi. Quả rau sâu rộng bờ mé chúng ta không dám nhận rồi. Cho nên chúng ta đã nhận cái quả này thì chúng ta phải hồi hướng cho tất cả mười phương pháp giới, thì trong đó có kiểu tất tổ mình cũng không bao giờ hết. Cho nên là bao quát tất để, bao quát triệt để, thâu nhất toàn bộ là quả giác của Phật ấy, là lớn như thế đấy, sâu như thế đấy. Sâu như nào? Sâu không cùng tận. Rộng như nào? Rộng không có bờ mé, tức là khắp hư không. Một niệm nguyện sanh thì độ chúng ta, tâm sinh danh hiệu của chúng ta liền được cái quả giác này, bao quát không sót một tí nào hết của Phật. Phật có cái gì ta bao hết, Phật có cái gì cho chúng ta hết, thì chúng ta bao trọn hết, tức là không thiếu một mảy may. Cho nên là bao hết không sót, nên gọi là nhân gom quả hải. Quả còn vật lớn như quả hải nhưng mà chúng ta gom hết. Cho nên đây gọi là gì? Nhân gom quả hải cho này. Các vị thấy hay không? Phật có gì ta gom hết đấy nhá. Chúng ta có dám nhận được không? Ta niệm một câu danh hiệu này, ta gom hết. Phật có cái gì không bỏ sót, ta gom thành của ta hết. Mình có nhận không? Đây gọi là nhân gom quả hải. Quả thấu nguồn nhân là như thế nào? Nhân, nhân là ngọn nguồn của quả. Tuy là đầu nguồn mới bắt đầu niệm Phật. Nhưng là chúng ta bắt đầu, chúng ta bây giờ mới khởi tâm niệm Phật thôi. Nhưng công đức quả địa của Phật đã hoàn toàn viên mãn rồi. Bởi vì Phật thấu hiểu cái tâm của chúng ta, cái nhân chúng ta tạo ra chưa có cái gì cả.
không có một cái gì cả là nhân cả, cho nên quả thấu được cái tâm của chúng ta, thấu được cái nhân tạo của chúng ta, tức là trí tuệ giác ngộ của Phật nhìn suốt được chúng ta hiện nay là cái nhân chúng ta là cái gì, không có một cái gì cả mà là nhân ác. Cho nên quả thấu của nhân, tức là giác ngộ của Phật nhìn thấu suốt được cái tâm niệm của chúng ta. Hiểu chưa? Chỗ này chưa? Quả thấu của nhân chỗ này là nhân là ngọn nguồn của quả, nhưng mà cái nhân là cái gì của chúng ta, không có cái nhân gì cả, chỉ có nhân tạo địa ngục thôi. Cho nên là cái trí tuệ của Phật nhìn thế biết chúng ta là phải cứu, khẩn cấp phải cứu thôi, không có nó tại loại này nó đọa nơi rồi, có đúng không? Cho nên phải cho nó cái quả này để cho nó làm nhân. Cho nên ngài nhìn thấu rồi, nhân của chúng ta nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, các con tạo cái nhân này sợ quá là nguy hiểm quá. Cho nên Phật mới sao mới lấy quả của Phật cho chúng ta, gọi là gì, quả thấu nguồn nhân chỗ này. Cho nên là Phật mới nhìn thấy cái nguồn gốc của quả của nhân của chúng ta, tuy là đầu là bắt đầu mới bắt đầu niệm Phật, nhưng công đức quả địa của Đức Phật A đã hoàn toàn viên mãn trong từng câu xưng danh chúng ta. Chỉ cần chúng ta từng câu một niệm Phật là cái quả đã viên mãn rồi. Cho nên đừng để chúng ta tạo một cái khe nào, cơ hở nào để là nhân ác nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng cái này, khi chúng ta hiểu được chỗ này rồi thì tất cả cái nhân của quả của Phật hoàn viên mãn rồi, thì chúng ta niệm cái này mà thì chúng ta chỉ có niệm Phật để chúng ta nhận nhân này, để chúng ta không có xem bất cứ cái nhân ác nào vào đây nữa, không tạo nhân ác nữa. Cho nên quả thấu của nhân chỗ này đấy, cái quả này là quả giác ngộ cho chúng ta, để chúng ta bỏ cái nhân ác của chúng ta đi, mà chỉ là nhận cái quả này là nhân thôi. Còn tất cả những cái như vậy là tham sân si chúng ta là không được khởi nữa. Đây là quả thấu của nhân là nhân chỗ này đấy, đúng không? Cho chúng ta làm cái nhân này đấy, chúng ta phải giác ngộ, cho nhân này để làm nhân giác ngộ. Nhân của Phật là cái quả của Phật giác ngộ, thành cái giác ngộ của ta là nhân cho chúng ta, thì chúng ta tự nhiên cái nhân chúng ta sẽ sao được giác ngộ. Mà nhân giác ngộ rồi thì chúng ta lấy quả của Phật thì chúng ta có thần lấy quả của thế gian nữa không? Không. Thì chúng ta lúc này chúng ta giác ngộ rồi thì chúng ta một niệm định kiến thì chúng ta nhận toàn bộ cái quả của Phật, thì tại sao chúng ta lại còn cứ coi tham sân si cứ nổi lên, cứ làm những cái việc ở thế gian này nữa, thì chúng ta chưa hiểu cái chỗ này. Có đúng không ạ? Cho nên quả thấu nguồn nhân ở chỗ này. Cho nên khi Phật nhìn thấy chúng ta rồi thì Phật mới cho chúng ta đấy, toàn bộ cái quả của chúng ta cho các con ấy, trong từng câu các con đã nhận được rồi. Và thì làm cho chúng con sẽ được, các con sẽ được giác ngộ. Có đúng không ạ? Khi nói nhân quả phù hợp với nhau, nghĩa là chúng ta ở nhân địa hiện tại đạt được công đức từ quả địa của Đức Phật ấy, là đến khi vãng sanh về thế giới cực lạc, hoa lở thế Phật ngộ vô sanh, tức là khai ngộ vô biên, chứng đắc vô thượng bồ đề. Đây là việc hết sức tự nhiên. Cái việc này là gì? Phật đã làm cho rồi, không thêm không bớt gì được, nó là tự nhiên rồi nha. Cái pháp này Phật đã làm rồi, cứ thế rồi mà nhận thôi. Quả Phật trồng rồi, lỡ rồi, được rồi, quả cho con, các con cứ thế sơi thôi. Cái pháp gọi là pháp như vậy là tự nhiên. Có cái mình tin để mình nhận được không? Không tin thì mình tự mình vất. Còn mình đã nhận được rồi thì một liệm mình đã được. Cho nên quả thấu của nhân như thế đấy. Nhân của ta thì như vậy là gom toàn bộ cái quả của quả hải đấy, của Phật không sót tí nào. Nhận hết không sót tí nào. Nhưng mà chúng ta có dám nhận hay không? Mà nhận rồi chúng ta có thấy được cái sự lấy chứ không? Hay là chúng ta bảo ôi con hàng ngày con nhận, ngài cứ bảo con niệm được rồi nhưng mà con vẫn thấy mệt, vẫn thấy khổ. Bày chứng ra chứ nhận giả vờ, giả vờ thì khổ rồi, đúng không? Chúng ta chưa tin cho nên chúng ta chưa nhận được, cho nên chúng ta không có cảm ứng. Cho nên chúng ta cứ như vậy, chúng ta vào nói là như vậy là sao? Cảm cái quả tha lực, nhưng chúng ta toàn cảm cái quả tự lực thôi, cho nên chúng ta không nhận được cái cảm ứng của cái tha lực, cho nên không nhận được cái quả này. Cho nên chúng ta cái chỗ này là cái chỗ chúng ta không lý giải được, bởi chúng ta không nắm được. Thà rằng chúng ta không nắm được thì chúng ta không có khởi lên một cái gì cả, thì chúng ta lại là trở thành nắm được. Nhưng mà vì rằng chúng ta lại khởi ra nhiều cái nó lắm chuyện quá, tự tạo ra nhiều cái như vậy là cái tin và cái không tin, cho nên chúng ta mất cái phần này đấy. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói khi vừa phát tâm liền thành chánh giác, chỉ cần phát tâm mới đã thành chánh giác rồi. Bồ Tát từ sơ phát tâm liền thành chánh giác, đây là chỉ cho pháp môn viên siêu cao đốn. Tục tuy kinh Hoa Nghiêm nói như vậy nhưng cũng chỉ nói là gì, nói ở cái pháp môn này thôi, chỉ có pháp môn tịnh độ này thì mới nói được liền thành chánh giác, tức là liệu phần là nhân, thành phần là quả, tức là chúng ta chỉ cần mở miệng niệm Phật đấy mà chúng ta nhận được ngay là chúng ta thành chánh giác ngay. Nó cao siêu viên đốn, viên là viên mãn lập tức, không cần phải thời gian cả, viên siêu mà
lập tức tức khắc cho nên trong kinh vừa đâu có liền được vãng sanh, ngay lập tức được vãng sanh, không cần đợi đến lần thứ hai. Cho nên là viên siêu chỗ này lập tức được ngay, cho nên là chỉ cần phát được cái tâm này mà niệm được câu danh hiệu Phật này thì là lập tức, ngay lập tức liền thành chánh giác rồi. Thì chúng ta liệu xét thực ra có thành chánh giác không? Đấy, đời Phật tư vi mức độ như thế, nó ở chỗ này đây. Cho nên chúng ta hiểu được rồi thì ngay lập tức chúng ta là Phật rồi, chúng ta có dám nhận hay không rồi, có đúng không? Cái pháp này là pháp như vậy, pháp này chỉ có nhận thôi, chỉ có tin và đồng thời ngay một liệu chúng ta nhận được là chúng ta thành chánh giác rồi, chúng ta là chúng ta đã có trí tuệ Phật bảo hết chúng ta rồi. Nhưng vì chúng ta không nhận được, chúng ta không dám tin, không tin nổi, chết giấc. Nhưng ngã công tử ấy, đi ăn mày vừa rồi vào đòi nhận ông đế vương làm cha thì nó bảo chết rồi, sợ quá là chết ngất luôn. Cũng như ta ăn mày ăn xin nói bảo là được hướng Phật, làm con của Phật thì ngạo mạn quá rồi, đúng không? Thì như vậy là chết giấc, chết giấc, không dám nhận. Cho nên chúng ta học cái pháp này chúng ta phải nhận, phải dám nhận, mà dám tin thì chúng ta sẽ được. Mà cái dám tin này cũng phải vượt qua tất cả cái thị phi của thế gian này. Thế gian là người ta có chửi mình nữa, người ta bảo mình ngạo mạn nên mình chết nhận. Mà mình không nhận cái pháp này chứng tỏ mình không vào thân được các vị ạ. Chúng ta tu theo giáo hội mà chúng ta không nhận chúng ta là Phật, chúng ta không nhận chúng ta niệm Phật để chúng ta nhận được quả Phật để giống bằng Phật A Di Đà thì chúng ta không vào tha lực được, và không vào tha lực về chúng ta không vãng sanh được. Vì chúng ta lại chống lại cái pháp này dễ ở cung ra, chúng ta lại tạo thì khó, và chúng ta nghe người ta mà chúng ta sợ chúng ta không dám nhận, chúng ta sợ người ta thị phi, người ta chửi, đúng không? Thôi như là cái pháp này khó là khó ở chỗ này, khó là cái là có tin thì không tin được thôi, đúng không? Tin thì lại sợ, đúng không? Mà không tin thì mất phần, hai cái đều khó làm. Các vị đâu có giờ khó không? Nhưng mà ai dám tin? Ai dám tin thì vượt qua dư luận. Ta chỉ biết rằng là ta tin cái đây thôi. Ta ngồi nhà là tin được rồi, ta nhận bằng Phật rồi đấy. Mà đã bằng Phật rồi thì như vậy là thì sao đây? Thì mình phải học theo hạnh Phật, thì phải cứu độ mười phương chúng sanh, thì tâm nó rộng lớn, đúng không? Tâm rộng ra thì phải vượt qua tất cả cái thị phi, người ta chửi mình vẫn cười, đúng không? Người ta có phỉ báng mình vẫn thương người ta, đấy là Phật. Thì càng thương thì nó đọa, mà nó tạo cái nhân đọa rồi thì mình phải bây giờ càng phải nhanh chóng chóng, mình phải đạt cái quả của mình để cho người ta. Thì muốn nhanh chóng cái quả của mình thì mình phải nghĩ làm sao để mình tiếp cận người ta được, để mình hóa độ người ta, có đúng không? Để tạo cho người ta có cái nhân danh giác, thì gọi là gì? Quả thấu nguồn nhân ở chỗ này đây. Khi mình nhận được mình đạt Phật rồi thì mình muốn mình đem cái trí tuệ của mình cho người ta, để người ta cũng có trí tuệ, để người ta nhận được pháp môn này, thì đây là quả thấu nguồn nhân. Các vị nhớ cái này cho con nhé. Khi mình hiểu được cái này thì mình nhận được rồi thì mình phải để người khác nhận. Thì người ta có phỉ báng mình thì mình thương người ta đang bị đọa, thì mình phải tiếp cận người ta bằng cách khéo léo để chuyển, phải tứ nhất pháp là sao, mình phải hàng thuận người ta là sao. Người ta có chửi mình cười, đúng không? Người ta có phỉ báng mình cười, lân bẫn người ta, dần dần lân bẫn người ta, rồi đến lúc người ta hiểu mình, người ta quý mình rồi thì lúc bắt đầu mình nói cái pháp này, người ta mới dần dần người ta tin, và người ta thấy cái thân giáo của mình tu đã, mình phải có tu. Chứ mình không có tu, mình chỉ nói mồm không thì như vậy nói không ai có lực, không ai tin, đúng không ạ? Cho nên cái chỗ này là cái quả thấu nguồn nhân. Khi mà mình nhận được cái quả của Phật rồi thì mình phải thấu được cái nhân của các người tu hành. Người ta có cái nhân gì? Cho nên hiện nay chúng ta cứ nói là chúng ta thu lực tha lực, nhưng mà sao không có nhân tha lực? Ta phải nhân tự lực thôi. Cho nên vì có nhân tự lực cho nên không như vậy là sao? Không cảm được cái quả của tha lực. Mà không cảm cái quả tha lực thì có liệu Phật đến liệu gì, nghìn người, vạn người trong nữa cũng không có Phật đến. Cho một người, nhưng mà người ta có cái nhân tha lực thì người ta liệu một cái thì tất cả Phật đến dày như hư không. Các Phật A Di Đà đến thì tất cả người phương chư Phật đến hết. Một người cũng đấy thế, và nhiều người cũng vậy, đúng không? Các vị nhớ như này chưa? Còn không có cái nhân tha lực thì đến vạn người, đến cả cái thế giới thì đạo Phật cũng không đem thua, bởi vì nó không đúng với bổn nguyện. Nhớ, cho nên phải đúng nhớ cái bổn nguyện, đúng bổn nguyện. Mà đã theo bổn nguyện thì nó dễ lắm, dễ lắm, chỉ cần xin niệm danh hiệu thôi, đừng có thêm bất cứ cái gì cả. Thì bảo niệm Phật đi, ô cảnh địa ngục có hiện ra, sợ quá hả? Không ai cứu được đâu, niệm Phật thôi, bởi Phật A Di Đà phát cái người này cứu, thì ông chỉ cần niệm Phật thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, thế thôi, đừng nói gì thêm. Và bản thân mình phải tin được như thế thì mình mới nói người khác, người ta tin được, đúng không ạ? Chứ lúc đó bắt đầu
bản thân mình và đi theo như vậy là nói về từ tha lực vô toàn đi hành theo tự lực, đến lúc chết rồi mời hết các thầy lão thầy kia về đến hết người đó khai thị người kia khai thị, cuối cùng là toàn bao tôi được hết, tôi cũng chẳng hiểu cái gì cả. Thôi bản thân mình cũng đừng nói vãng sanh, đừng nói là bố mình vãng sanh như mẹ vãng sanh, cho nên sai chỗ này đây, chúng ta khổ thế này. Cho nên là Phật mới nói là quả thấu nguồn nhân thương lắm. Phật thành quả rồi, Phật giác ngộ rồi, Phật nhìn thấy cái nhân chúng sanh nó tạo đau lắm, khổ lắm, cho nên Phật muốn cái giác ngộ của mình biến thành cái giác ngộ của chúng sanh. Mà biến được làm sao là khó thì khó vô cùng. Có đó không ạ? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu. Mà chúng ta đã hiểu rồi thì chúng ta bao hết và cái quả của Phật ngay, bằng với Phật luôn. Thì cái này là khó nhận đấy. Những pháp môn khác thì không thể nào mà được cái này, không thể nói được câu này. Liền thành chánh giác, làm sao mà liền thành chánh giác, không tu là thành chánh giác. Nhưng cái pháp tịnh độ này rõ ràng không tu mà thành chánh giác đấy. Đúng không? Các pháp môn để tu để thành chánh giác thì mất thời gian như thế nào, công phu như nào. Mà để được quả chánh giác thì qua bao nhiêu Bồ Tát phải thối chuyển. Có đúng không? Cho nên các ngài nói khó vô cùng trong khó. Nếu mà tu để thành tựu được từ cái nhân Bồ Tát để tu thành quả vô thượng đến chẳng thành giác thì phải sao? Không khác gì ví cho chúng ta lâm tam thiên đại thiên thế giới, để chúng ta người nhỏ bé là mà lâm cả cái tam thiên đại thiên thế giới này. Nó khó một độ như nào mà Bồ Tát khoái tâm được rất nhiều. Mà đây thì sao? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Một niệm liền vãng sanh, một niệm liền nhận được cái quả này. Thì cái này nói ai tin được? Mà chúng ta không tin được là thôi chúng ta bất Phật cái gì nữa. Mà chúng ta tin được là chúng ta được cái gì nữa. Phải đúng không? Cho nên cái này mỗi người chúng ta tự xem chúng ta có tin được cái này không. Mà đã tin được cái này rồi thì là chúng ta hoàn toàn sung sướng. Mà hoàn toàn như vậy là mới thấy được nó là dễ. Thì tất cả mọi cái việc là như vậy là toàn bộ đưa vào Phật, Phật đo hết. Thì như vậy là tự nhiên chúng ta làm cái gì nó hành thông hết, mọi công việc nó trôi chảy hết, vất vả trở thành không vất vả. Bởi vì trong công việc này toàn bộ là Phật làm, như vậy mình làm đâu. Kể cả những việc ở thế gian này bây giờ lương hoàn toàn Phật, tất cả là Phật làm cho mình hết. Cho nên nó nhẹ băng băng các vị ạ. Nhìn vào đi dối hết cả việc ra, nhưng mà nó nhẹ, đây có phải mình làm đâu, Phật làm hết. Cho nên không vất vả đi gì cả. Đi kể cả đêm hôm đi, có khi tới hộ niệm suốt đêm suốt ngày mà đi giúp một người, đây là toàn bộ Phật làm nhưng mình có làm đâu. Cho nên là không có mệt. Nếu mà hiểu được cái này mà nhận cái này thì hoàn toàn mình làm bất cứ cái gì không có mệt hết. Đây là toàn Phật làm đấy nhá, các vị nhớ nhá. Không có mình, một có mình cái là chết rồi. Lại quay về là tự lập rồi, là Phật lại rời ra ngay. Đấy, chúng ta phải nhớ. Cho nên đối với pháp môn tịnh độ, chúng ta ngay ở trong sơ phát tâm nguyện sanh Cực Lạc, xưng niệm Nam Mô A Di Phật, một tâm niệm này bao hàm công đức quả địa của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy ngay trong thân thịt xác phàm này, cho nên nhớ chỗ này nhá. Vậy ngay trong thân thịt xác phàm này là phát bảo mỗi chúng ta. Công đức quả vị của Đức Phật A Di Đà đều tròn đầy nơi thân chúng ta rồi. Nhưng chúng ta có nhận không? Chúng ta có biết để nhận không? Mà có dám nhận không? Con đọc lại cái chỗ này nhé. Vì vậy ngay trong thân thịt xác phàm này, công đức quả vị của Đức Phật A-di-đà đã đều tròn đầy nơi thân chúng ta rồi. Khi chúng ta niệm Nam-mô A-di-phật, ai niệm cũng đều có cái này hết rồi. Nhưng có nhận hay không? Có chấp nhận, có tin hay không? Tin thì là được, mà không tin thì loại ra, đúng không? Chúng ta hiện giờ bị thân nghiệp chướng làm chướng ngại, do cái thân này mà chúng ta nhận là ta, cho nên nó chướng lại, cho nên là chúng ta không nhận được cái thân của Phật. Bị vô minh che lấp. Mà vô minh là cái gì? Là cái phiền não. Cho nên Bồ Tát cũng vẫn còn cái phiền não mà phẩm vô minh kia hết mà. Rượu đổ đi, xúc đi hết, ngày này ngày khác vẫn còn hơi hám không? Đây gọi là cái hơi hám và cái phiền não. Cho nên là chúng ta thì sao? Bị nó che lấp. Nên trí tuệ có đầy đủ trí tuệ của tướng của Đức Phật, đó là công đức viên mãn từ 6 chữ danh hiệu này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thấu đạt ra, không hiểu nổi, bị nghiệp che mất. Chúng ta được rồi nhưng bị nghiệp nó che mất, nó khống chế. Bởi nghiệp này nó rất mạnh. Cho nên các ngài nói là cái, nếu mà chúng ta mà kết hợp với cái nghiệp thì chúng ta thắng cả như vậy phần lực. Cái nghiệp nó mạnh như thế, mà chúng ta không giác ngộ, chúng ta kết hợp với nghiệp thì chúng ta thắng phần lực. Mà chúng ta biết được phần lực này cao quý thì chúng ta kết hợp với phần lực thì sẽ thắng nghiệp lực. Cái nghiệp này nó mạnh lắm chứ các vị ạ. Nghiệp này nó khỏe, nó ghê gớm lắm. Cho nên cái nghiệp này nó khống chế chúng ta đến đây, toàn bộ do nghiệp nó khống chế.
Cho nên nghiệp dày hay không là do mỗi chúng ta nghiệp mỏng hay không tự chúng ta biết. Cho nên cái lòng tin chúng ta là phụ thuộc vào cái vô minh và cái nghiệp nó dẫn này. Cho nên chúng ta bị cái thân chướng này nó che lấp. Cho nên là toàn bộ cái quả của Phật không thấu triệt ra, cái giác ngộ của chúng ta không có được phát ra. Nhưng một khi đến thế giới cực lạc thì tất cả chướng ngại đều rơi rụng, Đức Phật này tự nhiên đản sanh. Chúng ta có rồi nhưng chúng ta không nhận được. Nhưng mà khi về Tây Phương cực lạc thì các vị ví gì? Ví chúng ta tất cả các cái tội của chúng ta để lớn như hư không. Nhưng mà nó đều là gì? Nó đều là nước, là tuyết, nó thành tuyết hết, nó thành cứng lại như đá. Nhưng mà đến khi về Tây Phương cực lạc thì gặp một lò lửa vĩ đại thì đá như vậy là gì? Tuyết thì ngày gặp lò lửa tự nhiên tan hết, tự nhiên thành nước hết, thành như về nước cam lồ hết. Thế thì rơi rụng hết chưa? Hiện nay chúng ta như vậy, vô minh chúng ta như một căn nhà tối. Chúng ta nhận cái căn nhà này tối vô ngàn năm mà chúng ta ở trong đây nó quen rồi. Rồi còn tối nó quen rồi, con sợ ánh sáng lắm. Đúng không? Đến lúc chúng ta bật ánh sáng này chúng ta không nhận ánh sáng, ui con chói mắt lắm, bịt bịt lại. Chúng ta vẫn chấp nhận tối thôi. Nhưng mà chúng ta mở ra nhận ánh sáng này thì ra áo bóng tối nghìn năm tự nhiên đuổi đi hết, tự nhiên sáng lên. Người ta rắc nó. Nhưng mà chúng ta ở bóng tối quen rồi, về chúng ta chói mắt chúng ta không chịu, không nhận ánh sáng là do chúng ta. Chúng ta cứ đeo kính vào. Ánh sáng đến chúng ta cứ đeo kính màu đen vào để chúng ta nhận cái màu đen. Cho nên chúng ta cứ ở trong cái màu đen như thôi. Các vị thấy có đúng không ạ? Hiện nay chúng ta đang ở trong cái nhà tối. Ở nhà tối đến 1000 năm nay, vô được năm nay rồi, vô được kiếp nay rồi. Chúng ta ở cái vào nhà tối nó đen rồi, nó quen rồi. Cho nên Phật bảo các con niệm Nam Mô Phật, bật ánh sáng này cho con, các con đẩy hết cái bóng tối đi. Nhưng mà con không chịu. Đúng không? Bởi vì con ở tối nó quen rồi, không chịu sáng. Ở sáng là con không chịu nổi. Cho nên nó phải từ từ. Từ từ. Cho nên là hàng ngày chúng ta niệm đây, chúng ta cũng là nhận ánh sáng từ từ. Nhận có khác chất giấc không dám nhận, đúng không? Ở tối quen thì bây giờ sáng quá thì chết giấc luôn như gì nữa, thậm chí con phải chết luôn. Cũng như kiểu như ngày xưa đói quá để cho một bữa ăn, quầy là ăn như vậy là sao? Ăn nhân đạo cho một bữa ăn cho chết luôn. Ngày xưa chết đói quá rồi, đói quá rồi nhưng cho một bữa cho nó ăn là cho nó sao? Bội thực mà chết. Đấy là bữa nhân đạo đấy, đúng không? Thế bây giờ chúng ta như vậy là từ cái vô minh hắc ám rồi, nó quen rồi, khổ nó đau quen rồi, bây giờ cho chúng ta nhận một cái quả Phật dám nhận không? Không dám nhận, chết giấc luôn. Cho nên tự chúng ta không dám nhận thôi, đúng không? Chúng ta biết lại. Nhưng đây đó là trí tuệ, chứ không phải nói phàm phu, mới nói ví cái bây giờ chúng ta là chứa rồi, có một, nó quen rồi, nó không có gì ăn, bây giờ nó cho nó vào, nó vỡ ra, nó giãn ra, nó đứt. Đấy, đây là một con ví dụ thôi. Nhưng mà Phật Pháp nó không như thế nha. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta ở cái nhà bóng tối ngàn năm rồi, chúng ta quen cái bóng tối rồi, ở cái bãi phân ngũ trượt này. Cho nên Phật nói là chúng ta ở đây như ở một bãi phân, chúng ta như có con rồi ở trên bãi phân này mà chúng ta vẫn cứ cảm thấy chúng ta tự hào, cũng là ngon 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 ăn ngon sơi, cứ tưởng là chúng ta còn hiểu biết đó, còn cứ vậy là ta lại còn được trí đó, là người còn có trí đó. Thế là bạn phân biệt chấp trước rất nhiều. Thế cái này cho nên là Phật mới nói là khổ lắm, ta là khổ ngũ trượt, ở các con phải ra đi, thoát ra đi. Cho nên là khi cho nên chúng ta niệm cái này chúng ta được, mà chúng ta vì chúng ta không được vẫn được, vẫn có. Bởi vì đã có cái gì, có cái chánh giác Phật đưa chúng ta vào đây rồi. Một thật là rất vĩnh viễn, nó là thật rồi, nhưng mà chúng ta không nhận mà thôi. Nhưng mà cái đến khi mà vãng sanh về Tây Phương thì tất cả cái này tự nhiên sao? Nó là giả, tự nhiên nó rơi rụng hết. Nó có thật đâu mà nó mang đi được. Nó giả hết mà nó gặp như vậy là lò lửa thì tất cả tuyết thì nó tan thành gì? Nước hết. Thì như vậy lúc đó thì ông Phật đản sanh. Chúng ta là ông Phật đản sanh, đúng không? Đấy, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh như này đấy. Tất cả chướng này rụng rời hết, Đức Phật tự nhiên đản sanh, lúc đó thì chúng ta trở thành ông Phật đản sanh. Đại sư Địa Đà nói tự nhiên chính là cõi liệt à, cõi Di Đà vô lậu vô sanh, liền về chân, tức ngay lập tức lại về chân, chân như thật tướng của chúng ta lập tức là được. Thế giới cực lạc là cảnh giới vô vi, tự nhiên bất sanh bất diệt, chỉ cần về đến Tây Phương cực lạc ngay lập tức chứng ngộ chân như Phật tánh, đây là tự nhiên. Đấy, thôi chúng ta đã thế rồi, bây giờ biết thế, cứ nghe lời Phật, cứ tự nhiên và theo nghe lời vâng lời thế thôi. Không cần phải thêm nếm cái gì cả, thì chúng ta sẽ được. Đấy là cái lợi ích thứ 9, chúng ta đã hiểu chưa? Đã hiểu cái chỗ lợi ích thứ 9 này chưa? À, là liệu Phật chứng đắc Phật quả, liệu Phật đồng với Phật. Chúng ta có dám nhận không? Ở cái là cái lợi ích thứ 9, ai hiểu là cái lợi ích này mà dám nhận?
kể cả người ta khác phỉ báng không sao cả. Tôi dứt khoát đời này tôi thành Phật, mà ngay giờ phút này tôi nhận được rồi, nhưng vì tôi bị vô minh mà tôi bây giờ tôi phải giữ chặt cái quả này, hàng ngày niệm Phật ra để cho trí tuệ nó phát ra thôi, à, đúng không? À. Mà khi mình đã nhận đấy rồi thì mình phải như vậy là học theo hành của Phật để mà hướng cho chúng sanh, chứ còn đừng có như vậy là ích kỷ quá, mình phải bao dung ra, phải rộng lượng ra, phải từ bi ra, đấy là cái hạnh của Phật. Thì mình tự hỏi xem là mình có nhận được không, tự nhiên mình thấy tâm của mình nó tự nhiên nó thay đổi đi, đúng không ạ? Nó thương mọi người đi, nó không còn phân biệt, không còn chấp trước, nó bao dung hết, không còn ấn tượng người nào ấn tượng người kia, còn ghét người nào bỏ người kia nữa, đúng không ạ? Thương hết, đúng không? À, thì đấy là Phật hiển đấy, Phật hiển đấy, à, đấy là giác ngộ đấy, đấy là từ bi, tâm mình nó chuyển hóa đi. Thì cái đấy là mình mới biết là mình niệm Phật có tác dụng, còn đâu vẫn đóng đấy thì coi như vậy là cái pháp để vứt đi nha. Cái thứ 10 là niệm Phật dư sức thành Phật. Đấy, bây giờ cái này còn ác hơn, đúng không? Cái này là niệm Phật dư sức thành Phật. Cái kia là niệm Phật là đồng với Phật rồi, bây giờ còn dư sức thành Phật nữa. À, cái này là còn mạnh mẽ hơn, đúng không? Sao gọi là niệm Phật dư sức thành Phật? Đây là khẳng định bạn không chỉ thành Phật mà còn dư sức thành Phật nữa. Đây là một dạng hình dung cho chúng ta để làm củng cố lòng tin của chúng ta. Từ trước đến nay vốn không có khả năng thành Phật mà nay viên mãn thành Phật. Trong ở đâu nói ở trong Di Đà xứ sao, đây là lời của đại sư Liên Trì dẫn kinh Đại Bi, trong kinh Đại Bi Phật nói, mà các ngài dẫn kinh thôi. Một lần xưng danh hiệu Phật là đem thiện căn này tiến vào cõi niết bàn chẳng thể cùng tận. Một lần xưng Nam Mô A Di Đà Phật do nhờ công đức thiện căn này tiến nhập vào cõi niết bàn vô cùng tận, đây chẳng phải là dư thức thành Phật hay sao? Cửa niết bàn ở đâu? Cửa niết bàn ở đâu ạ? Ở Tây Phương. Ở Tây Phương, đúng không? Thế mình niệm Phật A Di Đà này thì A Di Đà này thì là cái quả của Phật là chánh giác. Mà cửa ở Tây Phương là ở cái cảnh giới là vô vi vô đậu, là cảnh giới Tây Phương là gì? Là y báo. Y báo là do đâu là đến ra? Do chánh báo bên ra. Thì ta niệm cái danh hiệu của A Di Đà Phật này là thì ta đồng một thể Phật, tức là chánh báo Phật như nào, ta là chánh báo như Phật, ta chính là Phật A Di Đà. Mà ta chính là Phật A Di Đà thì cái cửa niết bàn ở đâu? Là Tây Phương, là chính là chánh báo được biến ra. Thì ta niệm Nam Mô A Phật này là cái cửa vào Tây Phương chứ còn gì nữa. Có đúng không? Thì ta biến cái chánh báo của ta là chứ biến cái chánh báo của Phật A Di Đà là chánh báo của ta. Biết cái thân phận của Phật A Di Đà chính là thân phận của ta, thân phận của ta đồng thời với Phật A Di Đà là một, cũng là thể hư vô, à, thân hư vô, thể vô cực. Có đúng không? Mà y báo là cảnh Tây Phương Cực Lạc, tất cả là do Đức Phật A Di Đà tu tập mà hiển hiện ra. Cái quả nó là đạt được thì tự nhiên nó hiện ra cái y báo đó. Con nói đơn giản như thế này, ở thế gian này cái người nào sống ở cái môi trường nào thì mình biết được người ta là cái hoàn cảnh người ta và cái khả năng của người ta. Khả năng là chánh báo đấy. Thí dụ cái nhà giàu nó ở trong nhà nó sung sướng, vào cái phòng nào cũng cảm thấy như vậy, nó trang bị rất bị đầy đủ hết. Từ cái như vậy là thông tin ra bên ngoài, từ cái như vậy là soi tất cả cái chỗ nào nó soi được, nó 4G 5G đúng không? Bây giờ chỗ nào, bây giờ như ông cụ nhà ông Khang đến cái như vậy là bên kia nó theo dõi cả nhà mình bây giờ theo dõi tất cả cái chỗ nào, theo dõi chỉ cần ấn nút cái theo dõi được. Ở nhà tắt tivi không tắt tivi nó lắm được hết. Ông già làm cái gì, ông già đau cái bên kia nó biết rồi, nó gọi người đến nó báo cho ông già rồi. Đây là những cảnh, đây là cảnh hay sao, là do như vậy là tránh báo để cảnh của bản thân nhà ông có điều kiện ông mới làm được ra cái môi trường này. Còn nhà mình nghèo thì làm gì có, thì làm gì được ra được cái điều kiện đó. Thì như vậy là y báo là do đâu? Do chánh báo, tức là do con người làm ra, đúng không? Thế bây giờ cái nhà giàu thì người ta làm ra cái môi trường người ta sống vô cùng tốt đẹp. Còn nhà nghèo thì như vậy túp lều không có, thì làm gì có cái cảnh như vậy này, những cái đó diễn ra được. Thì con muốn để đi đến New Zealand phải nhờ vào cái phương tiện bên ngoài và đi bộ, và đây người ta có hiện đại như thế, người ta ngồi bấm nút người ta được rồi. Thế nên cái cảnh mà ở Tây Phương Cực Lạc thì do ai? Do Đức Phật A Di Đà. Cái quả của Đức Phật A Di Đà chiêu cảm ra cái cảnh này, đúng không? Cũng như đấy, cũng như là môi trường sống của ta chiêu cảm ra cái môi trường này.
Cho nên khi chúng ta đã như vậy, thân của chúng ta với thân của các bà là một thể rồi, thì toàn bộ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới niết bàn vô vi, tức là không có sự tạo tác. Thì ta lấy cái chánh báo của Phật A Di Đà vào ta, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chính là cảnh giới là cửa niết bàn, là chính là cửa niết bàn, là ta niệm Phật, có phải ta vào cửa niết bàn không? Một lần xưng diệm Nam Mô A Di Phật, do nhờ công đức thiện căn này mà tiến nhập vào cõi niết bàn vô cùng vô tận. Chúng ta hiểu chưa này chưa ạ? Cảnh niết bàn là do Đức Phật A Di Đà tạo lên. Mà Đức Phật A Di Đà tại sao tạo nên cảnh niết bàn này, là do cái quả của Đức Phật A Di Đà được cái cảnh niết bàn này. Thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Phật là chúng ta cũng được cái quả giống với Đức Phật A Di Đà, thì cảnh Tây Phương Cực Lạc là chính là lúc đó là sao? Cũng chính là chúng ta, từ chúng ta được ta với Phật bằng nhau rồi. Thì cảnh Tây Phương Cực Lạc chính là cũng là cảnh của ta bằng với Phật A Di Đà. Đúng chưa? Thôi cho nên chúng ta niệm cái này, tức là chúng ta đã tiến vào cửa niết bàn vô cùng vô tận rồi. Đây chẳng phải là dư sức thành Phật hay sao? Còn ở đời người ta tự tu, người ta để thành Phật, thì người ta phải như nào? Từng bước một trải qua 52 giai vị khổ đau vô cùng tận cơ mà. Còn đây chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Phật, chúng ta vào cửa niết bàn này. Mà cửa niết bàn nào? Sâu vô cùng tận. Mà chúng ta nhận được hết ngay. Đó. Thế thì có phải là dư sức thành Phật hay sao? Dư sức chưa? Đại sư Đàm Loan nói, hễ sanh về tịnh độ Cực Lạc thì chư Bồ Tát nhân thiên nếu có khỏi các hạnh cũng đều là gì? Duyên vào sức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đây tất cả là gì? Là do Đức Phật A Di Đà cho mình. Có đúng không? Đều luôn vào. Đấy, tất cả Bồ Tát ở các cõi thiên là người trời, các cõi nhân là chúng ta, muốn được khởi được cái hạnh này, làm được cái này, đều là nước vào đâu? Sức bản nguyện của Đức Như Lai A Di Đà. Tất cả là gì? Phật cho ta. Đấy, hễ sanh về tịnh độ Cực Lạc là được vãng sanh. Chư Bồ Tát nhân thiên khởi các hạnh tịnh độ Cực Lạc, có các vị Bồ Tát nhân thiên tu hành các hạnh như cúng dường Phật, giáo hóa chúng sanh, vân vân. Đây không phải là sức của bản thân họ, mà là đều gì? Sức bản nguyện của Như Lai hết, đều là Phật cho mình hết, đúng không? Dù mình có quay về cho mình thành Phật cũng là do Phật A Di Đà là cho mình thành Phật. Mình có quay về để độ cho mười phương chúng sanh cũng đây là cũng là Phật A Di Đà. Cho nên mình làm bất cứ cái gì? Là đều là Phật A Di Đà làm hết. Chứ mình không có cái gì hết. Các vị thấy ai không? Cho nên tất cả chúng ta sau này đều là A Di Đà Phật, đều là một thân của A Di Đà Phật biến ra hết. Là con chim cũng là Phật A Di Đà biến ra để nói pháp. Là như vậy chúng ta đều là chúng sanh, đều là sau này lương vào thành Phật, cũng đều là Phật A Di Đà cho chúng ta thành cái ông Phật này. Cho nên Phật A Di Đà sinh ra tất cả các Phật. Ở chỗ này các vị nhớ chưa? Cho nên Phật A Di Đà sinh ra tất cả muôn loài, tất cả các Phật là do Phật A Di Đà sinh ra. Cho nên chúng ta sau này thành Phật cũng là do ai sinh ra? Phật A Di Đà sinh ra. Có đúng không? Cho nên tất cả là do Phật A Di Đà nhá. Đấy, chúng ta phải hiểu rằng chỗ này. Chúng ta là hàng phàm phu từ thế giới Ta Bà vãng sanh về tịnh độ Cực Lạc. Quá trình này là lương vào sức của Phật A Di Đà. Chúng ta đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc, đắc được 6 loại thần thông. 6 loại thần thông là như thế nào? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, như vậy là tha thông thông, túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông, đắc vô sanh pháp nhẫn, cho đến chứng ngộ đại niết bàn cũng đều là gì? Nương vào công đức 6 chữ danh hiệu của Phật A Di Đà cho chúng ta. Từ thế giới Cực Lạc quay lại thế giới Ta Bà, phân ra làm trăm vạn ức thân. Lúc đó không phải là một người ta thích ra quay về, ta phân ra như vậy trăm ngàn vạn ức thân đến tất cả mười phương chư Phật, phân ra vô lượng vô biên, một mình ta phân ra vô lượng vô phân phần thật để cứu tất cả vô lượng vô biên chúng sanh. Cho nên con nói cái chỗ này, cái chỗ này các vị có tin nổi không? Các vị vào cái cảnh giới này nhá, hôm nay con đưa các vị vào cảnh giới này. Khi chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta thành Phật A Di Đà rồi, thì lúc đó chúng ta sao? Ngay lập tức chúng ta muốn quay về Ta Bà này để chúng ta độ. Và không phải độ một cõi Ta Bà này, mà vô lượng vô biên cõi mà chúng ta đã từng trải qua. Thì đấy là quốc độ của ta đấy.
mà ta là Phật đấy, tức là vô lượng vô biên này, ta dù ta làm người trời cũng vô lượng vô biên lần rồi, làm địa ngục cũng vô lượng vô biên lần rồi, làm chúng sanh cũng vô lượng vô biên, là quỷ cũng rồi, rồi súc sinh cũng làm rồi, rồi làm người này bao nhiêu lần làm người này thì bấy nhiêu lần là chúng ta có cái môi trường sống. Thì lúc đó ngay một niệm ra 100 như vậy là vô lượng vô biên kiếp chúng ta đều hiển hiện bài hết, thì chúng ta có 100 người vô lượng vô biên cha mẹ ông bà cùng hiển bày, chứ không phải là cái tâm nhỏ bé này nhìn mỗi cái vài cái là thành Phật, cái là nhìn mỗi cái là cái cõi này bắt đầu chỉ mới thấy cha mẹ đâu, vì nó bảo nhìn thấy vô lượng vô biên mẹ, vô lượng vô biên vợ, vô lượng vô biên con, mà vô lượng vô biên cần phải cứu hết, đấy là quốc độ của ta đấy, đấy là ta là Phật. Và trong đời này cũng thấy được ngay là ông này là pháp sư này, ông này là hiện thân của ai, ông này là Bồ Tát này là hiện thân của ai, đồng thời về như vậy là như vậy hộ pháp cho luôn, và đồng thời như vậy về gia trì cho luôn, mình còn là Phật rồi, là Phật ai là về là độ luôn cho các vị luôn, độ cho các thầy luôn. Mình phải nhận cái này đấy, mình có dám nhận không? Ngay giờ phút này người ta ngay là đây gọi là pháp viên siêu viên đốn chỗ này, không ai tin nổi chỗ này. Kể cả một đời người ta làm ác mà người ta chỉ cần hồi đầu người ta liệu Phật, đúng là chung người ta về lập tức cái thành Phật, mà lập tức cái thành Phật người ta sẽ biến được vô lượng phân ra trăm nghìn pháp thân để người ta quay về ngay cõi Ta Bà để người ta làm Phật, người ta độ chúng ta, người ta độ cho các thầy luôn và độ luôn các Bồ Tát luôn ở cái cõi này. Chỉ có người ta nhìn thấy từ đây biết được, cho nên mới bảo là ở thế giới này ở mỗi cõi chỉ có một Đức Phật, là chính Phật, là lúc đó ta là Phật thì ta nhìn được cái cảnh của Bồ Tát thì hiện để độ, để giáo hóa, thì bây giờ lúc đó người ta sẽ, lúc đó sẽ ra một tay để giúp các Bồ Tát, một tay để giúp các thầy để đi như vậy là hoằng pháp đấy, chính là ta đấy, các vị có nhận không? Cho nên cái này rất là quan trọng nhá, cho nên chúng ta biết được cái pháp này, cho nên là chúng ta phải đi giúp những người để người ta cả đời người ta làm ác, người ta lập tức người ta được thành Phật để người ta làm được cái việc này, thì cái công đức này mới là công đức vô lượng vô biên đấy này. Chúng ta hiểu được cái pháp này thì chúng ta đi cứu người như này này, kể cả bây giờ như vậy là kể cả có như vậy cái người người ta sắp chết mà người ta như vậy là mình có duyên mà mình biết được cái thai lực này là mình đến là Phật đến này, lập tức cái người đó kể cả một đời người ta làm ác lập tức người ta thành Phật, mà người ta thành Phật được người ta phân vô lượng vô ương vô pháp thân, người ta quay ngay về đây để người ta độ cho chính mình, độ cho tất cả các đạo tràng, độ cho tất cả, thì cái này công đức vô lượng vô biên. Mình hiểu được cái này này, đi làm cái này này thì tất cả các lăng xăng khác thì sao bỏ, các vị nhớ chưa? Làm được cái này này thì mới là tâm và Phật đây này, làm cái này mới hiểu là cái thai lực, hiểu cái này mới là cái như vậy là công đức vô lượng vô biên, với là viên mãn này này, cái chỗ này mới là rốt ráo hiểu này, các vị nhớ chưa? Cho bà con chỗ này nhé, còn tất cả chưa hiểu cái chỗ này thì chưa phải đấy à, mà chúng ta còn lăng xăng chúng ta chết. Cho nên từ bên dưới cực lạc quay về thế giới Ta Bà phân ra trăm ngàn vạn đức thân để hóa độ chúng sanh, vẫn là lương và công đức của sáu chữ danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Vì vậy xưng niệm câu danh hiệu Nam Mô A Di Phật là chiếc vé khứ hồi, giúp bạn ra đi cũng lại đưa bạn quay về. Cho nên bất cứ ai mà niệm được mà hiểu được cái này, người ta lập tức con vật cũng lập tức thành Phật. Nó giúp được con vật nó bị như vậy tai nạn, nó bị chết, mà cuối cùng như vậy nó thành Phật, thì công đức vô lượng vô biên mà người ta thành Phật rồi thì người ta cứu được thế nào. Mình thấy là cái lợi ích như là chúng sanh như thế nào, cho nên biết cái này nó là gớm đó nha. Cho nên nói là vãng tướng hồi hướng và hoàn tướng hồi hướng. Vãng tướng hồi hướng là từ thế giới Ta Bà này sanh về tịnh độ, lương vào công danh hiệu để chúng ta gọi là vãng tướng hồi hướng. Hoàn tướng hồi hướng là từ tịnh độ mà học theo hạnh của Đức Phật A Di Đà quay về để hóa độ chúng sanh, vẫn là lương và công danh hiệu này gọi là hoàn tướng hồi hướng, thì đều là do Phật A Di Đà hết. Thì có phải tất cả chúng ta đều sau này thành Phật đều là do gì? Phật A Di Đà sinh ra chúng ta không? Mà chúng ta làm cái hạnh này có phải là đều là hạnh của ai như là Phật không? Thì ngay giờ là chúng ta niệm một câu Nam Mô A Phật thì chúng ta nhận được, chúng ta bằng với Phật thì chúng ta có làm cái hạnh giống với Phật không? Mà làm hạnh giống với Phật thì được Phật gia trì thì đều là Phật làm, chứ không phải ta làm đâu. Chúng ta hiểu chỗ này chưa ạ? Thì đi đâu bách chúng bách thắng. Bách chúng bách thắng thì vãng sanh trong đó trở thành rất dễ. Còn nếu mà chúng ta khởi một cái ý ta đi làm, ta đi cứu thì rất khoan là quay về Ta Bà rồi thì vạn phát bắn đều chết chết. Thì làm gì có Phật, thì lại có ta bà à. Công đức của danh hiệu này mãi cùng không hết, công đức của danh hiệu dùng mãi cũng không hết, không chỉ bảo đảm cho mỗi chúng ta đều thành Phật mà còn có khả năng độ cho người khác thành Phật.
dạy người khác niệm Phật, họ y theo lời dạy mà vâng làm theo thì cũng được vãng sanh, cũng được thành Phật. Tất cả là gì? Đều nương vào nguyện lực của Đức Phật đây là. Đấy, chúng ta tin dạy người tin, nói mà dạy người nói, để người ta được nương vào, người ta thành Phật. Thì đây có phải là dư sức không? Bản thân chúng ta thành Phật mà còn giúp người khác thành Phật thì có phải dư sức thành Phật không? Bản thân ta thành Phật mà còn giúp người khác thành Phật thì chúng ta dư sức thành Phật chưa? Không những ta thành Phật mà còn giúp người khác thành Phật. Mà như những cái pháp tự lực kia thì chúng ta phải sao? Phải thành Bồ Tát rồi, phải là cái người như vậy là có trí tuệ rồi thì bắt đầu mới gọi là sao? Hành Bồ Tát đạo. Thì mới đọc thuộc lại thừa khuyến tế hành giả đi giúp người chứ. Còn như cái pháp này chúng ta chỉ cần tin và nói cho người tin là chúng ta hành được Bồ Tát đạo rồi, là chúng ta giúp người thành Phật rồi, là chúng ta đã thành Phật rồi, đúng không? Cho nên cái pháp này chỉ có pháp này viêm siêu tuyên đố chưa lại. Cho nên dạy người khác niệm Phật, họ y theo lời dạy mà vâng theo thì cũng được vãng sanh, cũng được thành Phật. Tất cả đà gì đều là do Phật gia trì. Chúng ta có nói để người ta tin cũng là do Phật gia trì cho ta, để ta nói chứ ta biết đâu người ta nói. Cứ nói là ta nói, là con nói là chết rồi, là ngã mạng rồi. Nói chuyện xong chưa để con tiếp tục con nói? Thôi nhá, tập trung vào nghe nhé. Con đã bảo những cái bài này rất là hay, tập trung vào nghe đi. Thì thầm gì? Hiện giờ là phàm phu vẫn có thể thải hành Bồ Tát đạo, tức là bây giờ chúng ta là phàm phu này, nhưng mà chúng ta vẫn làm được, hành được cái Bồ Tát đạo này. Tôi bản thân vẫn chưa thành Phật, vẫn có thể dạy người thành Phật. Chỉ có pháp môn tịnh độ mà thôi, chỉ có pháp tha lực này thôi. Tịnh độ chứ phải tha lực thôi nhá, chứ không phải tịnh độ tự lực thôi nhá. Nhị lực vừa, tự lực này vừa, cuối cùng người thấy ta hòm hòm khả năng ta được rồi, bắt đầu ta mới nhờ đến Phật là chết đấy. Thì biết được bao giờ mới được hòm hòm, biết bao giờ mới về được. Cho nên là tự lực là chết. Chứ mà chúng ta phải nghĩ đến giai đoạn nào đó bây giờ đến Phật, chúng ta biết đến giai đoạn nào. Thế cho nên chúng ta phải, cái này là phải lương hoàn toàn vào tha lực. Tịnh độ nhưng phải tha lực, niệm Phật chứ phải niệm Phật tha lực, chứ không phải niệm Phật tự lực. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng niệm Phật phải niệm Phật tha lực, phải chuyển được cái ý niệm. Quan trọng nhất là cái pháp này phải chuyển được cái ý niệm, quý vị ạ. Mà muốn chuyển được ý niệm này phải giác ngộ. Mà muốn giác ngộ được thì phải nghe pháp. Mà không nghe pháp dần dần thì lời của Phật sẽ làm người ta giác ngộ, hoặc là mình niệm Phật sẽ được Phật. Nhưng mà khổ cái mà mình không giác ngộ và không nghe pháp thì lấy đâu mà niệm Phật được. Niệm Phật một tí nó oải ra, cái nó nhạt ngay, nó không muốn niệm nữa. Bởi vì mình cứ được lợi ích tức thì, đúng không ạ? Đây pháp sư dẫn một câu chuyện, pháp sư dẫn một câu chuyện tức là sao? Mình không có khả năng nhưng mà mình vẫn dẫn dắt cho người ta niệm Phật được. Pháp sư dẫn một câu chuyện, con đọc này cũng một câu chuyện để chúng ta nghe, để cho chúng ta như vậy là sau này chúng ta áp dụng nhá. Và thời xưa có một người tu tụng kinh Kim Cang, sau đó ông ta bệnh nặng. Cái ông này là người tụng kinh đấy. Thần hồn đi đến âm tào địa phủ, gặp vua Diêm La. Vừa nhìn thấy ông ta thì nhà vua bảo, vua Diêm La bảo: người từng khuyên một ông cụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông cụ đó đã vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, nhờ công đức này mà người cũng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên ta triệu người đến để gặp mặt. Tức là vua Diêm La tán thán người này lắm, người này có công đức lớn lắm, nhưng mà ông không biết, ông không nhớ rồi, nhưng mà có người vãng sanh rồi, cho nên cái công đức của ông ghi vào cái sổ này lớn lắm. Cho nên ta nhìn thấy ông kia ta phải đến như vậy là đảnh lễ và gọi mời ông đến đây để gặp mặt. Thế người đó thì quên hết rồi. Người nói: tôi vẫn chưa tụng xong kinh Kim Cang, rồi tôi còn phải đi triều bái Ngũ Đài Sơn một chuyến, nên bây giờ tôi chưa muốn vãng sanh. Cái chỗ này sao? Bởi vì chưa hiểu, thậm chí còn chưa hiểu đấy, vậy chưa biết Tây Phương Cực Lạc là thế nào, cho nên chưa muốn vãng sanh. Mà vẫn còn chưa hiểu cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó vi diệu như nào, công đức là như nào. Mình đi khuyên người ta mà người ta được lợi ích, người ta tin người ta được vãng sanh rồi, nhưng mình chưa hiểu, mình vẫn còn đi tụng kinh Kim Cang. Trong chúng ta thì có ai đi tụng kinh khác không? Đấy, tụng kinh Kim Cang này làm gì có. Thế thì cái ông Viêm Ma này ông bảo là: thế và còn hứa rằng như vậy tôi phải tụng xong kinh Cang, tôi còn đi triều bái Ngũ Đại Sơn. Ngũ Đại Sơn ở đâu? Là cái nơi đó Phổ Hiền Bồ Tát ứng hóa thân và thì hiện, và các nơi Bồ Tát thì hiện. Cho nên chúng ta thấy rằng bản thân là phàm phu vẫn chưa khai được,
ông ta dạy người niệm Phật, người ta niệm Phật được vãng sanh rồi, nhờ công đức này nên ông ta cũng có khả năng vãng sanh, nhưng mà mình không biết, vẫn còn chấp vào cái chuyện là tôi phải tụng hết kinh này và tôi còn phải đi chiêu bái đó, thì đấy mới là công đức cơ. Tôi là cái công đức thù thắng, bởi vì ông này không nắm được những cái danh hiệu của Phật đấy, công đức nó lớn như nào, cái thù thắng lớn như nào, cho nên ông vẫn chấp vào cái chuyện đó. Thế nhưng mà do rằng vô tình ông khuyên người ta niệm Phật, và cái người người ta có cái phước duyên ấy, người ta tin được vào Phật ấy, người ta lão thật niệm Phật, người ta được vãng sanh, cho nên ông này tự nhiên được cái công đức lớn như thế. Rồi đấy chưa? Cho nên là tự tin và dạy người tin là khó càng thêm khó, bởi vì ông này ông như vậy là vô tình ông dạy người, người ta tin thôi, nhưng mà bản thân mình lại không tin. Cho nên bây giờ chúng ta muốn tự tin được, chúng ta dạy người tin thì khó vô cùng. Cho nên hỏi mỗi chúng ta cứ bảo người khác niệm Phật đi, nhất là các vị đi hộ niệm ấy, niệm Phật đi Phật cứu, nhưng bản thân mình có tin Phật đâu. Cho nên không có cảm ứng với tha lực ở chỗ này, cho nên tại sao nó khó đến niệm Phật đến 15, 20 tiếng, con người niệm Phật mấy ngày không có tha lực đến, không có cảm tha lực, không có Phật. Niệm Phật nhưng vẫn nương vào tự lực, tức là nương vào ta, tu dùng cái công đức đó, câu danh hiệu đó để làm công cụ, để làm cho chúng ta để mà tu hành, lấy cái đó là phương tiện cho chúng ta để đè lén vọng tưởng. Đấy là chỉ ứng, đấy là tự lực mà thôi. Mà ứng tự lực thì tự anh tu đấy, Phật bảo nó tự con thì thôi, con cứ làm đi, con cần đến ta đâu, thì Phật không có đến. Mà Phật không đến thì sao, thì làm sao được vãng sanh, các vị nhớ chưa? Cho nên cũng là niệm Phật, nhưng mà phải sao, chuyển ý niệm phải chỗ này đây, phải lương vào tha lực. Cho nên tự tin mà dạy người tin khó càng thêm khó. Đại bi hoằng hóa khắp, chân thành báo Phật. Chúng ta là phải làm cái việc này, khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta muốn chân thành báo ơn Phật thì chúng ta phải tin và dạy người tin, chúng ta phải vãng sanh dứt khoát, chúng ta phải vãng sanh. Mà chúng ta bây giờ chúng ta chưa khẳng định chúng ta vãng sanh được thì chúng ta không thể là báo ơn Phật được. Cho nên chúng ta phải vãng sanh, và đồng thời chúng ta phải phát tâm để đi cứu người, dạy người chúng ta, dạy người ta tin và người ta được vãng sanh, thì đây mới là chân thật báo ơn Phật. Cho nên trong cái kệ này nhá, đại sư Thiện Đạo nói tự tin dạy người tin đã khó càng thêm khó. Đại bi hoằng hóa khắp, tức là dùng cái tâm đại bi giống Phật Đại Đà để hoằng hóa khắp này. Chân thành, đấy mới là chân thành báo ơn Phật. Chúng ta phải nhớ này, cho nên chúng ta phải tin. Mà chúng ta không tin này thì chúng ta không báo ơn được. Mà chúng ta không tin thì chúng ta bất phần vãng sanh, thì chúng ta đừng có nói là cứu người được, đúng không ạ? Đại sư Ấn Quang nói một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần niệm cho thành thục liền được dư sức thành Phật, thì có gì phải luyến tiếc khi không tu các mật pháp khác, các pháp môn khác. Cho nên hiện nay chúng ta thấy là nhiều cái pháp môn tu cứ vi diệu quá, đúng không? Từ xưa này chúng ta, ngày xưa chúng ta không biết, chúng ta chưa gặp được, cho nên là cứ một thời cái gì nó, một thời nó hào hùng lắm, một thời như vậy là nó đều như vậy, có cái tính chất như vậy là sao, thời sự hết. Cho nên khi mà có cái gì đó, cơ tâm chúng ta cứ như là nó không định được, thôi làm hay lắm, nó làm pháp này diệu lắm, thù thắng lắm, cho nên chúng ta chạy theo một thời gian, chúng ta hành không thấy được thì chúng ta lại chán, nó nguội nguội xong lại bỏ, đúng không? Cho nên là bây giờ hiện nay gặp được cái pháp này là pháp môn này cuối cùng rồi đây, mà chúng ta không tin, không bỏ nữa, mà còn bỏ nữa thì chúng ta hết cứu rồi, không còn cái gì để cứu được nữa. Niệm Phật được thành thục là như thế nào? Là ngày càng chuyên hơn, từ trong niệm thoát ra được câu danh hiệu, tức là tự nhiên nhiên, không cần phải dùng sức. Chứ chúng ta mà tính là ngày hôm nay chúng ta phải là chết rồi. Hôm nay con phải làm 3 thời thế là chết rồi đấy. Là lại kể câu với Phật rồi. Hôm nay con thu xếp công việc để con chơi cho 3 thời niệm Phật. Mà mỗi thời còn mấy tiếng đồng hồ. Thế là lại tính vào là ta rồi. Lại kể công với Phật rồi. Nó phải tự nhiên nhiên, hồn nhiên niệm Phật, niệm Phật như hơi thở. Không nghĩ đến mà tự nhiên nó niệm Phật. Mà niệm Phật nó rất nhẹ nhàng. Ngày xưa chúng ta thấy niệm Phật nó khó không? Mà bây giờ nó tự nhiên nhiên. Bây giờ con cảm thấy niệm Phật ngày xưa niệm Phật khó lắm. Niệm Phật theo cái kiểu gì cho nó dễ đây? Ngày xưa con niệm là cái con nhớ là các vị con giống trong cái tâm trạng con. Ngày xưa con niệm rất nhiều kiểu. Xong rồi con già lại xem cái kiểu nào niệm phải hay thì con niệm theo. Nhưng bây giờ nó không như thế. Thì đấy là mình là dùng cái ý thức của mình rồi. Nhưng bây giờ nó tự nhiên nó khởi lên niệm. Mà nó niệm trong cái vẻ hân hoan, trong hoàn cảnh nào cũng niệm được, thì đấy là thành thục. Có đúng không ạ? Xong công việc cái tự nhiên nó niệm ngay. Đấy là thành thục đấy. Nó không cần phải tác ý. Mà niệm trong nó rất là hoan hỉ. Nó không cần phải chuyển ý niệm, không phải chuyển cái niệm này hay chuyển cái niệm khác, không cần.
đúng không? Thì đấy là gọi là thành thục. Cho nên người ta nói là niệm Phật như hơi thở. Tức là bây giờ mình bình thường là mình không để ý hơi thở thì mình cảm thấy nó rất dễ chịu. Nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy mình để ý đến hơi thở của mình, hít vào thở ra, hít vào thở ra, ai để ý một lúc đấy tự nhiên anh rất là mệt. Nhưng mà tự nhiên cứ không để ý nó thì coi như niệm Phật cũng vậy thôi. Anh để ý đến cái việc anh niệm Phật, xem đây mình có như vậy là thanh tịnh hay không, niệm Phật nhất tâm hay không. Tức là tự nhiên là mệt, còn lúc cái tự nhiên hồn như nó niệm, niệm nhiều niệm ít không quan trọng. Mà tự nhiên niệm Phật thì đấy mới là chân chính niệm Phật, đấy mới là cái tâm niệm Phật không có tác ý, thì đấy là niệm Phật đạt kết quả. Đấy là gọi là gì? Thành thục đấy. Thành thục tức là tự khỏi, không có dùng cái ý thức của mình, không có dùng cái tác ý của mình, không có khởi tâm của mình, không có cố gắng cố niệm là không được, đúng không ạ? À, thì đấy là không thành thục. Còn thành thục là tự nó khởi ra, xong công việc ấy, làm xong cái việc này, hoặc là vừa làm việc vừa niệm Phật, cũng như là tự nhiên hát mà sung sướng quá, tự nhiên hát khởi lên, đấy là tự nhiên. Và xong công việc trí ác rồi, niệm Phật nó khởi lên, niệm Phật đấy là tự nhiên niệm, không tác ý. À, cho nên là các ngài nói là niệm được thành thục là gì? Ngày càng chuyên hơn, từ trong miệng thoát ra được câu danh hiệu, không cần tác ý thì bạn quyết định được vãng sanh. Đã được vãng sanh thì liền có khả năng hóa độ chúng sanh, dẫn dắt tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây không phải là dư dứt thành Phật sao? Như vậy không được học các pháp môn khác thì cũng chẳng có gì phải nối tiếp. Cho nên chúng ta không cần phải lo gì cả cái chuyện người ta học nó, người ta cao siêu, các pháp môn khác cao siêu, người ta nói tệ người ta khảm còn siêu gì cả. Cho nên pháp này quay về là ngu, biết được mỗi câu sáu chữ này là ngoan ăn rồi. Cho nên không có nối tiếp. Ai người ta to hay kệ người ta, ai người ta nghe được người ta về kể cho mình hay, kệ người ta. Cho nên nhiều Phật tử hiện nay có nói là, cho nên tại sao ngày xưa con có nói pháp cũng hơi rộng, như không pháp giới rồi thứ loại kia khác nó viển vông quá. Nhưng nếu bây giờ nói quay về chỉ có sáu chữ Nam Mô A Di Phật để cho nó hiểu tường tận thôi. Chứ còn bây giờ mà nói ra những cái pháp khác cao diệu này khác mà chúng ta không hiểu được thì mất thời gian mà đâm ra phiền não dở hơi ra, đúng không ạ? Cho nên kệ kệ người ta. Hành Bồ Tát đạo thì khẳng định phải là, nếu mà chúng ta mà là hành Bồ Tát đạo thì chúng ta phải khẳng định ra thệ nguyện học vô lượng pháp môn thì chúng ta mới hành được Bồ Tát đạo. Bởi đã đi hành Bồ Tát đạo thì chúng ta phải hằng thuận pháp môn nào, chúng ta phải biết, chúng ta phải dạy người được. Đã hành Bồ Tát đạo thì pháp môn nào cũng phải thuộc, cũng phải biết, cũng phải giỏi. Người ta đi đến đâu, người ta hành Bồ Tát nào thì phải giúp người ta đấy, đều phải giỏi hết, đều phải là thầy hết, đúng không? Chỉ có Phật mới làm được cái này đấy. À, mới Bồ Tát phát cái tâm cao thì mới được, người ta đã phát pháp môn, người ta vô biên hành được, người ta thuộc rồi, người ta hiểu rồi thì người ta dạy được. Còn đối với chúng ta ở Ta Bà này, còn mang thân phàm phu kém cỏi này, vẫn đang tập tành niệm Phật. Các ngài nói câu này, còn đang tập tành niệm Phật cơ mà. Từ bi mức độ thế, các ngài nói chúng ta còn đang tập niệm Phật, câu niệm Phật chưa xong, còn hành cái gì? Hành Bồ Tát đạo gì? Dạy ai? Niệm câu Phật hiệu này chưa thuần thục, tôi còn đang tập tành. Cho nên các ngài nói thuần thục là như thế nào? Phải tự nhiên nữa. Còn đây chúng ta còn đang tập câu niệm Phật này chưa tập nổi, vẫn đang tập tành niệm Phật. Nên so với trình độ của chúng ta, chỉ có pháp môn niệm Phật là ổn thỏa nhất. Việc thề nguyện học pháp môn hãy để đó tính sau, về Tây Phương Cực Lạc thành Phật rồi thì tất cả khai mở hết, đúng không? Đến về Tây Phương rồi thì đốn khai, đốn ngộ, đốn duyên, chứng vô lượng trăm tỷ thì tam muội đà la đi, thông đạt tất cả các pháp, hành đạo thuyết pháp giống như Phật, đúng không? Cho nên chúng ta bây giờ nhanh chóng làm sao để mỗi cái việc lo để thành Phật đã. Mà đã thành Phật cá thì gì có gì, bám chặt cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài ra chấm hết, không còn cái gì hết. Đây mới là cực kỳ rốt ráo, đây mới là hiểu triệt để. Cho nên từ ngày ở đây, bây giờ con khuyên các vị là bỏ hết còn một câu Nam Mô. Còn tự nhiên khuyên người ta bỏ đi, mà người ta chỉ hiểu những cái bài này thì đừng có khuyên người ta. Những ai mới đến đây mà bảo là tự nhiên niệm một câu Nam Mô có niệm nổi không? Làm sao niệm được, đúng không? Cho nên chúng ta là người chuyên tu pháp này, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải buông được, và chúng ta phải thấu triệt được. Cho nên là những cái bài này là rất là khó chấp nhận, nhưng mà chúng ta phải đến đây phải chấp nhận. Còn nếu không chấp nhận được thì chúng ta không vào pháp tha lực được, đúng không ạ? Đấy. Khi vào được thì rất dễ, mà để mà vào được thì rất khó, bởi vì chúng ta kệ, chúng ta hiểu biết rồi, cho nên phải hiểu đến nơi đến chốn. Chúng ta đi một cái lợi ích nữa. Lợi ích thứ 11, niệm Phật chính là hạnh thật tướng.
Trong Đại Kinh Vô Lượng Thọ có nói đến vấn đề tin vào chí Phật và nghi ngờ chí Phật. Người chuyên tu niệm Phật chính là tin vào chí của Phật. Người tập tu tập hạnh nghi ngờ là đang nghi ngờ chí Phật. Bởi vì tại sao mình tin được? Mình tin được là do đâu? Là do Phật cho mình. Mình tin được là do vô lượng vô biên kiếp mình đã tu tập được rồi, cho nên mình đã có thiện căn. Thiện căn là gì? Thiện căn là tuệ đấy. Tuệ là lòng tin, tin sâu đấy. Tin sâu là thiện căn. Còn phước đức là công phu tu tập, là phước đức. Cho nên thiện căn phước đức là hai cái. Phước tuệ mà xong tu. Thiện căn là chúng ta đã tu tập rồi, chúng ta đã có trí tuệ rồi. Trí tuệ này do đâu? Do gặp Phật mà có. Có đúng không? Cho nên là chúng ta là người, được làm người đã khó rồi, gặp được Phật Pháp là rất là khó. Mà hiểu được Phật Pháp lại càng khó trong khó. Mà hiểu rồi để mà hành được theo thì càng khó nữa. Cho nên là chúng ta hiểu được mà chúng ta tin được là chúng ta là người có thiện căn, có trí tuệ, chúng ta mới tin được. Không phải tự nhiên bây giờ người đó nói là tin đâu. Từ vô lượng kiếp tu cái pháp này rồi, được Phật gia trì ra rồi, được Phật như vậy đến đây hóa độ ta, làm cho ta có trí tuệ rồi, thì có thiện căn này. Cho nên chúng ta là người chuyên tu, mới chuyên tu niệm Phật. Còn không có, chúng ta không có tu cái này. Còn những người còn đang tạc tu mà còn nghi ngờ chí Phật thì đây là những người gì? Thiện căn còn kém cỏi, không tin được, đúng không? Không tin được. Cho nên là Phật nói cho kinh Vô Lượng Thọ gì? Nếu xa xưa không tu phước huệ thì pháp này đâu có nghe được, thì pháp này đâu có tin được, thì đâu có là hành giả niệm Phật, có đúng không? Thì chúng ta là hành giả niệm Phật rồi, đều trong lời trong kinh hết. Cho nên chúng ta có thiện căn, cho nên gặp pháp này, cho nên nhiều người gặp thiện căn này tự nhiên là khóc, nước mắt cứ dạng người chảy ra rồi nhảy lên, và không hiểu tại sao mình khóc, không hiểu tại sao mình nhảy sung sướng. Bởi cái đấy tự nhiên tâm nó như vậy là khai thiện căn nó chỗ, đúng không? Nó gặp được cái duyên thù thắng này, tự nhiên nó cứ thế niệm Phật thôi. Mà chúng ta mà hiện nay chúng ta mà nghe mà hiểu mà giải được cũng là do Phật ra gì cho ta. Chúng ta có thiện căn chúng ta mới hiểu được. Hôm nay ngồi đây mà các vị ai hiểu được là có thiện căn sâu và có Phật gia trì thì chúng ta mới có trí tuệ. Để trí tuệ thì rất là thiện căn đấy, mà có trí tuệ thì mới hiểu được chứ, không có thì không hiểu được. Coi chúng ta thiện căn sâu dày ở chỗ này. Còn người ta hành tập tu thì người ta không tin được cái pháp này thì người ta cứ tu theo tạm thôi, gọi là gì? Không tin vào chứ là trí Phật. Trí tuệ của Phật như thế nào? Trí tuệ của Phật chính là sao? Các ngài nói chỗ này là rất là kết luận và rất là rút ngắn cho chúng ta, để chúng ta như vậy là lắm được. Trí tuệ của Phật chính là chúng sanh cực ác, ngũ nghịch phỉ báng, phạm tội, chánh pháp, phạm tội vô biên, một khi mạng này chấm dứt sẽ lập tức đọa vào địa ngục. Lúc này họ xưng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, đương ánh sáng của Phật, ngay tức khắc họ được dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đây là trí tuệ cực cao của Phật. Chỉ có những người có trí tuệ cực kỳ viên mãn cao siêu mới giúp được chúng sanh như này. Đây là trí tuệ Phật. Trí tuệ để làm gì? Trí tuệ viên mãn nhất là để cứu người viên mãn nhất mà thôi. Có đúng không? Anh phải có trí tuệ như nào anh mới giúp được người chứ, đúng không? Ở thế gian trí tuệ để làm gì? Trí tuệ để làm thầy người, để làm thầy người, để dạy người. Không có trí tuệ làm sao dạy được người? Thế nhưng mà đối với Phật thì trí tuệ như thế nào là viên mãn? Là chúng sanh cực ác, ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, tạo tội vô biên, một khi mạng này chấm dứt, lập tức người ta bị vào đọa địa ngục. Nhưng lúc này họ xưng niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nương vào ánh sáng của Phật, ngay tức khắc họ được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đây là trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Đấy, giờ cái trí tuệ của Phật A Di Đà, Phật A Di Đà biến từ địa ngục thành như vậy liên bản. Phải có trí tuệ mới làm được việc này chứ. Các vị có biết không? Cũng như bây giờ chúng ta cái những vậy, tại sao bây giờ phải thêm những cái ông giáo sư cực giỏi
mà tất cả đều bảo chết hết rồi, không ai cứu được rồi. Nhưng mà có một ông giáo sư cực giỏi, tức là người ta phải có trí tuệ, người ta hơn các thầy của các thầy, thì lập tức ông đến cứu được ngay. Đơn giản thế thôi, có đúng không? Thế là tất cả các Phật khác không cứu được bên người đạo hay là cuộc đời, nhưng có ông Phật ai nào cứu được thì ông có phải là thầy thầy của các thầy không? Ông là Phật Phật của các Phật không? Thì đây là trí tuệ cao nhất không? Có phải là Phật ai là không? Chúng ta thấy chỗ này hay chưa? Thì đây là gì? Trí tuệ của Phật chính là chỗ này đây. Mà đây là trí tuệ này là của Đức Phật ai là đây. Mà chúng ta xưng danh hiệu này thì chúng ta cũng lập tức nhận được cái trí tuệ này đây. Chúng ta có nhận được không? Chúng ta có thấy là người ta ngũ nghịch phỉ báng chính pháp, tạo tội vô biên, người ta chuẩn bị đọa chúng ta cứu người ta không? Hay là dẫn cho người ta phát cho đọa luôn cho phải chết luôn, đúng không? Có đúng không? Đó, Phật ai là thế đấy. Thấy người ta đọa rồi, lập tức cứu người ta lại. Cả đời người ta làm ác rồi, người ta đọa xuống hố rồi, lập tức quay người ta, chỉ cần người ta quay đầu cái cho người ta thành Phật ngay. Một niệm thôi, sám hối thôi, lập tức người ta thành Phật. Đây là trí tuệ của Phật, chỉ có Phật mới làm được cái việc này. Còn ai làm cái việc này đúng không? Chỉ phải người có trí tuệ mới làm được, đúng không ạ? Bồ Tát không có trí tuệ này, Bồ Tát không có trí tuệ này, chư Phật cũng không có trí tuệ này. Chư Phật làm, chư Phật thì bảo các con tu đi, hướng dẫn cho các con tu, có đúng không? Chứ con làm cho cái này cho mình đâu. Nhưng có Đức Phật Ai Đà phải sao? Phải dùng trí tuệ của Ngài, dùng cái công phu tu tập của Ngài, tu triệu tải vĩnh kiếp làm mới được cái trí tuệ này. Trí tuệ này cao siêu mới độ được chúng ta như thế này thôi. Còn các Phật khác không có cái trí tuệ này. Cho nên tất cả các Bồ Tát khác, các chư Phật khác không có cái thệ nguyện như thế này, không có cái thệ nguyện này, cho nên cũng không cứu được. Thế đấy, người niệm Phật đối với điểm này tin tưởng không đi thì đây chính là tin vào trí Phật. Chúng ta có tin được vào điểm này không? Nếu chúng ta không đi thì chúng ta tin được vào cái điểm này thì tin vào trí Phật. Đã là trí của Phật thì đó chính là gì? Thật tướng. Thật tướng là viên mãn. Nó là thật, nó không hề chút nào giả hết. Mà cái gì đó thật thì đều là thật hết. Thì mà của Phật Đại Đà có tất cả cái thật của vô biên pháp giới để thành cái thật của Ngài thì gọi là thật tướng. Mà thật tướng này chính là gì? Là thân thật tướng. Mà chính là gì? Là hạnh thật tướng. Niệm Phật chính là hạnh thật tướng. Đây cũng là phàm phu mà có thể làm được cái hạnh này. Phật cho chúng ta cái này thì chúng ta có nhận không? Nhận thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Phật thì như vậy nhận được cái thân thật tướng của Ngài, nhận được cái hạnh thật tướng của Ngài thì chính là hạnh thật tướng của ta. Mà muốn làm được cái hạnh này thì chúng ta phải ra phát cái tâm cứu độ chúng sanh cực ác, chúng sanh ngũ nghịch phải bán những pháp tạo tội này, dẫn Phật đi và cứu người ta. Chúng ta không bỏ rơi ai hết thì cái lòng từ bi bao dung nó vô lượng, các vị nhá. Thì đây là cái hạnh thật tướng. Kinh A Di Đà nói Đức Phật kia vì sao được gọi là A Di Đà? Đấy, chỗ này khẳng định nhá, vì sao được gọi A Di Đà? Vì Ngài có quang minh vô lượng. Quang minh là gì? Là trí tuệ vô lượng. Minh là trí tuệ đấy, quang là ánh sáng. Ánh sáng trùm khắp, trí tuệ trùm khắp, không chiếu chỗ nào sót. Không bỏ sót bất cứ chỗ nào hết. Gọi là trí tuệ vô lượng, không khuyến khuyết một chỗ nào. Thọ mạng cũng lại vô lượng, ánh sáng vô lượng, thọ mạng vô lượng, chính là ngang thì khắp mười phương, dọc về suốt ba thời, quá khứ hiện tại vị lai, đúng không? Xuyên suốt cả không gian thời gian, trí tuệ của Phật bao nhiêu thế đấy các vị ạ, thì gọi là A Di Đà. A Di Đà là bao hết, trí tuệ bao hết, không gian thời gian, không có thời nào không chiếu đến, cho nên là vô lượng vô biên kiếp. Cho nên chúng ta nhận được cái hạnh này, nhận được cái trí tuệ này thì vô lượng vô biên cha mẹ ông bà ở bất cứ hoàn cảnh nào, ở bất cứ cảnh giới nào, kể cả các Bồ Tát ở các cảnh giới chúng ta đều cứu hết. Còn đang làm phàm phu này mà đã nhận được cái này rồi, chúng ta có dám nhận không? Hôm nay nói đây chúng ta có dám nhận được không?
cái hạnh này đấy, cái hạnh của Phật ấy, mà chỉ có mỗi hạnh Phật A Di Đà mới có được thôi, còn các hạnh của các Phật khác không có được, bởi các Phật khác không có cái nguyện này, cho nên mới được gọi là A Di Đà, còn các Phật khác không gọi được gọi A Di Đà, bởi không có chủ, không có bào. Cho nên Phật A Di Đà, tại sao được gọi là Phật A Di Đà? Vì ngài có quang minh vô lượng, có thọ mạng vô lượng, có ánh sáng vô lượng, tất cả là vô lượng. Cho nên nào, ngài bao hết, tất cả các Phật bao trong hết, các Bồ Tát bao trong hết. Cho nên ngài được gọi là A Di Đà. Đấy, A Di Đà là phân ra là vô lượng, vô lượng thọ, vô lượng quang, A Di Đà. Đây chính là thể của pháp giới. Đã vô lượng rồi thì nó là thể của pháp giới, nên gọi là thật tướng. Đức Phật Đại Đà đem thể của pháp giới thật tướng viên mãn này làm thành một câu Nam Mô A Di Phật. Cuối cùng có gì quay lại chỉ có Nam Mô A Di Phật, làm thành cái câu này. Nên chúng ta xưng niệm Nam Mô A Di Phật chính là thân là gì? Là hạnh thật tướng. Cho nên cái hạnh thật tướng này ở chỗ này đây. Cho nên chúng ta xưng niệm Nam Mô Phật là nhận được cái gì? Là hạnh thật tướng của ngài. Mà đã là nhờ là hạnh thật tướng là cái gì? Là trùng khắp tam thiên đại thiên thế giới, là cứu được như vậy chúng sanh cực ác, chúng ta những ngũ nghịch, chúng ta phỉ báng, chúng ta tạo tội. Cho nên chúng ta nhận cái hạnh này, chúng ta niệm cái này thì chúng ta đừng nhìn người ác nữa. Chúng ta phải hiểu cái này, chúng ta phải lật ngược lại, chúng ta nhìn người ác chúng ta có phỉ báng không? Chúng ta nhìn người ngũ nghịch chúng ta có phỉ báng không? Chúng ta nhìn lên người như vậy là chúng ta, người ta nó đang chửi mẹ người ta, cầm dao giết mẹ người ta, chúng ta có như vậy phỉ báng không? Chúng ta phải phát tâm cứu người này, có đúng không? Đấy, nó đi ngược mấy thế gian như thế đấy. Cầm dao giết mẹ thì chúng ta phải biết được đây nó là nhân quả. Phật pháp mà nó chứa hết được mà, đúng không? À, cho nên chúng ta đừng, nhưng mà ở thế gian này thì là người ta khủng khiếp lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng như thế này nó đọa đến một cái nơi rồi, phải cứu, có đúng không? Thì không những cứu người sống mà cứu cả cái người này, mà cần cứu nhất là những người này này, thì chúng ta có làm được cái việc này không? Thì đây mới là trí tuệ Phật, đây mới là hạnh của Phật. Cho nên chúng ta phải nghĩ cái này, chúng ta phải hiểu rằng cái việc đó. Cho nên chúng ta đừng có phỉ báng người ta nữa, rồi bảo là người phỉ báng người ta rồi giết, cứ giết rồi cứ giết lại chồng lên giết, cứ giết thôi. Cho nên Phật là từ bi, có đúng không? Không có trả thù, có đúng không ạ? À, thế cho nên là những kẻ nó làm tội ác như thế, nó dã man như thế, nhưng Phật vẫn từ bi. Cho nên Phật không thấy chúng sanh ác, mà Phật chỉ thương thôi. Cho nên là thấy người hiền thì Phật như vậy sao? Phật vui, thấy người ác thì Phật thương, cứu, khẩn cấp cứu. Đúng không? Nhưng mà đối với chúng ta thì cái tâm chúng ta, cái nhìn thấy người ác là chúng ta khởi lên cái tâm như vậy, chúng ta nguyền rủa cho mày chết, cả chết luôn, cái loại này phải tung xéo. À, đối với chúng ta khởi cái tâm đấy, đúng không? Thì đây không phải là tâm Phật. Người ác thì chúng ta phải thấy rằng tại sao người ta làm ác? Vì người ta vô minh. Tại sao người ta cũng là người, tại sao người ta giết mẹ? Nó quá ác rồi, đúng không? Bởi vì nó không có học, nó không có giáo dục, mà nghiệp nó quá lạ, nó do nghiệp nó dẫn đến lúc đó, đến lúc người ta giết xong rồi, người ta không biết người ta giết nữa. Đấy, một vừa rồi chúng ta nghĩ là một cái kẻ giết cả 5 mạng người, mà cuối cùng như vậy vào hỏi là nó như kể một câu chuyện người khác làm chứ không phải nó làm. Nó hồn nhiên nó kể chuyện ấy. Tôi gặp người này tôi giết người này, tôi chém người này, tôi giật người kia. Ôi trời, nó nói chuyện như vậy cứ hồn nhiên như cái chuyện không có gì xảy ra với nó, có đúng không? Thằng tên là thằng Đông giết thằng em Hải, vợ chồng em đó, ở như vậy là Đan Phượng Hà Tây về rồi. Một mình chỉ có như vậy là 5 mét mặt đất, mà đất đó chỉ giá có 4 triệu, bằng 20 triệu đồng, giết 15 mạng luôn. Nửa mét thì mình nhân mới trừ 2 là thành 2, là thành 5 mét vuông. Nó 5 mét vuông mà nhân với cái đất ở đây là có 4 triệu, thành như vậy là có 20 triệu mà giết 5 mạng. Mà cuối cùng bắt ra rồi, nó ngồi nó tỉnh keo, nó bảo là ừ đấy, tôi vào tôi gặp lẽ ra tôi không giết thằng này, nhưng mà vào gặp đó vợ đó là tôi giết luôn, gặp ở cổng tôi giết luôn. Nó kể nó ra bài giết cả bài chém. Các vị thấy không, cái thời kỳ này là thời kỳ ác, nhưng mà nó chưa ác, sau này mỗi ngày mà ác. Mình thấy bây giờ nó giết nhau như giết nhau như cái chuyện bình thường, vì thấy nó ác chưa. Còn thời kỳ sau này nữa, không còn Phật pháp nó ác đâu, 10 tuổi ăn thịt nhau còn không biết đâu là cha, biết đâu là mẹ, bữa là gọi là con. Nó ác mức độ như thế, con người nó ác mức độ như thế. Cho nên mình nhìn như thế, Phật nhìn như thế phải thương lắm. Cho nên Phật nói chúng sanh tàn sát ăn nuốt lẫn nhau,
khờ không hề hay biết. Ngay bản thân chúng ta đây này, hàng ngày chúng ta đây, cái lò sát sinh ở trong mỗi gia đình, mỗi mà mua bao nhiêu con vật về là giết cha giết mẹ mình đấy. Mình đâm vô si mình đâu có biết. Toàn là cha mẹ mình bây giờ vì một liệu vô si cho nên người ta phải đọa vào xúc sinh. Mà chúng ta về băm rồi xào lấu, băm viên ra ăn ngon, mà chúng ta cứ khen ngon, đúng không? Chúng ta thấy kinh khủng chưa? Phật nhìn thấy chưa? Tức cho chúng ta vô minh. Cho nên cái người mà giết cha giết mẹ ở đời này cũng không khác gì chúng ta giết, đang giết con vật, đang ăn xào xáo này. Chúng ta hàng ngày cũng giết cha giết mẹ, nhưng mà chúng ta không nhìn thấy, chúng ta vô minh. Nhưng bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy cái như vậy là hiện tại kia, chúng ta cứ chấp thay thân này là cao quý, còn cái thân xuất sinh là để cho thân này ăn, là chúng ta sai. Phật thì nhìn thấy hết. Phật nhìn chúng ta bình đẳng với con kiến, bình đẳng với con rắn, bình đẳng với con chuột, tất cả là chúng sinh hết. Bình đẳng với con như vậy là tất cả con quăng cũng là chúng ta hết. Mà tất cả khi vãng sanh về thì thân hư vô thể vô cực giống nhau hết. Làm gì có to bé, làm gì có tuyệt rồi ngu si tuyệt tuệ, làm gì có cảnh giới, đúng không? Chúng sanh là tất cả cảnh giới như nhau, Phật đều thương hết. Cho nên chỉ có chúng ta phân biệt chấp trước ra chỗ này thôi. Đây, cho nên các ngài đưa ra một cái ví dụ này. Kinh A Di Đà ngài nói vì sao gọi là Kinh A Di Đà, chúng ta đã hiểu chưa chưa này chưa? Nên chúng ta chỉ cần xưng niệm Nam Mô A Phật chính là hạnh đèn tướng. Trong vãng sanh lần chú đại sư Đà Loan có một câu ở vấn đáp rất hay, cái câu vấn đáp để con đọc qua đây nhá. Xong này chúng ta lại hết giờ. Hỏi: người này tạo biết bao nghiệp tội như thế nào? Như thế, còn niệm Phật thì lơ là. Chỉ niệm một câu, 10 câu mà có thể đến được Tây Phương thành Phật, chẳng phải Phật giáo từng đề cập đến vấn đề nhân quả báo ứng hay sao? Tức là ngài đặt vấn đề là đặt cho ta đấy, là ta hay nghi ngờ, ta hay hỏi cái này. Người này, đấy nha, người này tạo biết bao nhiêu nghiệp tội như thế, còn niệm Phật thì lơ là chúng ta đấy. Chỉ niệm một câu, 10 câu mà có thể đến được Tây Phương thành Phật, chẳng phải Phật giáo từng đề cập vấn đề nhân quả hay sao? Tức là nói nếu biết đây làm gì cũng phải là nhân quả, đúng không ạ? Nhiều người ta đặt vấn đề thế. Nghiệp đạo thì như cân nghiêng nặng về phía nặng, đúng không? Nghiệp nó nặng thì chúng ta phải bị đọa, đúng không? Đó. Thế đầu nào nặng hơn thì là cân sẽ nghiêng về phía ấy. Nếu cho rằng người kia tạo tội nặng như thế mà chỉ cần nhẹ nhàng niệm một hai câu Phật hiệu đến được Tây Phương cực lạc thì còn gì là nghiêng về nặng, còn gì là nhân quả nữa? Lý nhân quả báo ứng chẳng lẽ không tin được hay sao? Đấy, hỏi như thế. Ngài đáp: nghĩa nặng hay nhẹ không hạn cuộc ở thời gian dài hay ngắn. Cho nên ngài đưa ra một ví dụ. Đại sư đưa ra ví dụ như sau: ngài là đại triệt đại ngộ, cho nên ngài như vậy là tuệ nghĩa ngài làm sao? Ngài như vậy là có như vậy cái trí tuệ của ngài là vô biên, cho nên là ngài như vậy rất là thông đạt. Ngài biết tài, ngài đưa ra ví dụ và ngài giải đáp. Ngài giải đáp như thế nào? Ngài biết tài vô ngại mà ngài trả lời như thế nào? Nghiêng nặng hay nhẹ không hạn cuộc ở thời gian dài hay ngắn. Ví dụ ví như nhà tối ngàn năm, ánh sáng soi tới thì liền bừng sáng. Bóng tối trong căn nhà không thể nói rằng vì nó tồn tại ở đó ngàn năm rồi cho nên không chịu đi. Không nói thời gian nhá, đừng có nói là tôi ở cái nhà này, tôi chiếm hữu cái nhà này 1000 năm rồi, bây giờ ánh sáng đến rồi, phải để cho tôi từ từ. Nhưng mà đến ánh sáng đến lập tức tối phải lùi lại ngay. Đấy, cho nên ngài mới biệt tài như thế. Một căn phòng tối đen, bóng tối đó đã tồn tại từ 1000 năm nay rồi. Thế nhưng sau khi cửa mở ra, ngay lúc ánh sáng mặt trời chưa đến vào thì cả căn phòng lập tức sáng, có đúng không? Bóng tối không thể phân bua rằng tôi đã ở đây 1000 năm rồi, ánh sáng mặt trời chưa tới thì cũng phải từ từ trải qua 1000 năm, hoặc chí cũng phải 500 năm thì tôi mới chịu đi chứ, có đúng không? Cho nên không hạn cuộc thời gian ở chỗ này. Không thể là có chuyện đó, ngay lúc ánh sáng tới thì bóng tối lập tức chịu lui. Cho nên là Phật nói chúng ta cả một cái A Lại Giới thức chúng ta là chứa đầy cái ô vô minh tam tối. Cho nên chúng ta niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật vào, tức là cái tâm của Phật đã đặt vào chúng ta rồi, đã là cái ánh sáng vào rồi, chúng ta không phí gì khác gì cái phẩm tối này. Chúng ta niệm cả ngày tức là ánh sáng hoàn toàn có mình là chứa vào, lập tức nó sáng hết, đúng không ạ? Thì bóng tối ngàn năm bị xua hết, vô lượng kiếp bị xua hết. Chúng ta tuy ở trong quá khứ đời đời kiếp kiếp đã tạo nghiệp
tội vô lượng vô biên, nhưng một khi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì câu danh hiệu vô lượng quang minh này ngay lập tức liền tiêu trừ tất cả tội trong vô lượng kiếp của chúng ta. Hôm nay chúng ta xin dừng ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.